Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 171. Vạn ma phòng đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm lời nói chấn nhiếp đến, tiểu tử này, lại dám cố ý khiêu khích Thiên Âm quỷ tướng. Bất quá, đám người đã chết lặng, lúc trước hắn không phải cũng khiêu khích Xích Ma thành chủ sao? Phòng đấu giá giáp danh trên hành lang, chàng chủ cùng hai cái kia giám định sư cũng tất cả đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Nếu như nói, bọn họ trước đó cho rằng Tiêu Phàm không phải là vì hắn U Minh Thánh Thủy cố ý lên ào ào giá cả, như vậy hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng. Tiểu tử này, chính là vì cố ý lên ào ào giá cả, hơn nữa đang dùng mệnh lên ào ào. Hắn cái này vì nhiều bán vài ức nguyên thạch, thậm chí ngay cả tính mạng của mình đều không để ý. Mặc dù nói, vạn ma phòng đấu giá có bảo hộ khách quý an toàn tánh mạng chức trách, có thể đó cũng chỉ là ở vạn ma quỷ thành phạm vi bên trong A. Một khi rời đi vạn ma quỷ thành, lấy Thiên Âm cổ cương cùng Xích Ma thành chủ thực lực và thế lực, vạn ma quỷ lĩnh lại có bao nhiêu người có thể đủ là hai người liên thủ địch. Tiểu tử này, nhất định chính là tìm đường chết. Uy uy uy, không có người kêu giá, còn không ngã tính theo thời gian. Tiêu Phàm thúc giục thanh âm đột nhiên vang lên. Thiên Âm quỷ tướng tán phát khí tức khiến cho phòng đấu giá đều đã nổi lên xương lạnh. Có thể nghĩ hắn thời khắc này phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Mấy tức về sau, Thiên Âm quỷ tướng lạnh lùng phẫn nộ quát. 6 ức nguyên thạch, Thiên Âm quỷ tướng không phải không lấy ra được, mà là hắn không nguyện ý cầm. Ai sẽ ngốc đến cầm 6 ức nguyên thạch, đi mua một giọt U Minh Thánh Thủy đây, trừ phi hắn nguyên thạch thực nhiều đến nhức cả trứng. Ta tự nhiên rất tốt, ngược lại là ngươi, không có tiền liền không nên ở chỗ này phách lối. 2 ức 5.000 vạn, cũng muốn mua U Minh Thánh Thủy, người nhất định chính là vũ nhục U Minh Thánh Thủy. Tiêu Phàm thanh âm tức giận vang lên. Ở hắn trong miệng, U Minh Thánh Thủy tựa như thực biến thành bảo vật vô giá một dạng. Nói thật, một giọt U Minh Thánh Thủy có thể ở cửu U địa ngục bán 2 ức 5.000 vạn nguyên thạch, Tiêu Phàm đều cho rằng kiếm lời nhiều. Nhưng hắn liền là khó chịu Thiên Âm quỷ tướng cái kia bá đạo thái độ, ngươi nha, đấu giá hội không phải công bằng đấu giá sao? Ngươi trực tiếp cứ để người không dám gọi giá, này chỗ nào vẫn là đấu giá hội. Huống chi, cái này U Minh Thánh Thủy chính là tiêu mỗ dựa vào cái gì cứ như vậy bán cho ngươi. Cùng lắm thì ta dùng nhiều điểm nguyên thạch đem một giọt này U Minh Thánh Thủy mua về, cũng so bán cho ngươi tốt. Nếu như vạn ma đấu giá hội có người có thể đứng ra phản đối Thiên Âm quỷ tướng loại này bá đạo thái độ, Tiêu Phàm cũng sẽ không như thế nhằm vào hắn. Ngươi, Thiên Âm quỷ tướng khí không nhẹ. Chỉ là không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm liền trực tiếp phẫn nộ quát, người đến cùng gọi không gọi giá. Không dám gọi giá, cũng đừng ở nơi này kỳ kỳ oai oai. Lãng phí mọi người thời gian, ngươi không gọi giá là A, vậy ta thay ngươi kêu, 7 ức. Hiện tại nên ta gọi, 8 ức, ngươi nếu không tới 19 ức, vậy ta góp cái chỉnh, 10 ức. Tiêu Phàm một thân một mình ở cái kia nói một mình, tựa như là lên cơn điên, bản thân cùng bản thân kêu giá. Toàn trường toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nha, cái tên điên này, bản thân cùng bản thân kêu giá, còn có thể chơi như vậy. Dạng này gọi ra giá cả, có tính hay không? Đám người kinh ngạc ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, tất cả đều hỗn loạn. Bao xương bên trong, Như Hy cùng nha hoàn của nàng Tiểu Vũ cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Nếu như nói Tiêu Phàm có bệnh, các nàng là tuyệt đối sẽ tin tưởng. Gia hỏa này không chỉ có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Khó trách vừa mới Xích Ma thành chủ bị hắn tức giận đến thổ huyết, đoán chừng hiện tại Thiên Âm quỷ tướng cũng không chịu nổi, người cùng một người điên phân cao thấp, ai cũng biết tức điên. Tiểu gia gọi 10 ức, người còn muốn hay không, muốn hay không? Không muốn liền đừng ở chỗ này giả ngu, Tiêu Phàm nổi giận nói, tựa như một cái phú ông đang chê cười một cái tên ăn mày một dạng. Thiên Âm quỷ tướng mặc dù khí không nhẹ, nhưng Tiêu Phàm lời nói lại càng là để hắn kinh ngạc không thôi. 10 ức, tiểu tử này lại dám kêu giá 10 ức, hắn có thể lấy ra sao? Bản tướng phản đối, lúc này, Thiên Âm quỷ tướng nổi giận nói, chàng chủ, ta cần hắn chứng minh hắn có thể đủ cầm được ra 10 ức nguyên thạch, bằng không hắn chính là quấy rối đấu giá hội. Đám người nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đúng vậy a, cái này Tiêu Phàm kêu giá 10 ức. Có thể cầm ra được sao? Nhưng mà, tiếp xuống một câu,
lại là để đám người trợn tròn mắt. Chỉ thấy vạn ma phòng đấu giá chàng chủ thanh âm đột nhiên vang vọng toàn trường, bổn chàng chủ có thể thay hắn chứng minh, hắn có đủ thực lực kêu giá. Chàng chủ cũng không có nói Tiêu Phàm có thể xuất ra 10 ức nguyên thạch, mà vẻn vẹn chỉ nói là hắn có thực lực kêu giá, là bởi vì, Tiêu Phàm mua xuống bản thân U Minh Thánh Thủy, chỉ cần 1 ức phí phục vụ dùng mà thôi. Trước đó Tiêu Phàm 2 giọt U Minh Thánh Thủy, hắn mua ra 4 ức 7.000 vạn giá cả, đến tay cũng có 4 ức 2.000 vạn tả hữu, đã đầy đủ thanh toán 1 ức phí phục vụ dùng. Chỉ là chàng chủ cũng nghĩ không rõ, Tiêu Phàm vì sao như thế nổi điên. Cái này dù sao cũng là 1 ức nguyên thạch a, hắn sẽ không thực cho rằng còn có người dám tăng giá a. Coi như hắn nghĩ cố ý nâng lên giá cả, vậy cũng phải xét xót lý, ở thích hợp phạm vi bên trong a. Tê đám người nghe được Tiêu Phàm thanh âm, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm truyền ra. 10 ức nguyên thạch, tiểu tử này thật sự có thể cầm ra được. Thiên âm quỷ tướng trầm mặc, bất quá ai cũng không biết. Thời khắc này thiên âm quỷ tướng trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. 10 ức nguyên thạch a, mình nếu là lấy được trên người của hắn tất cả mọi thứ, nghĩ đến giá trị sẽ không thấp hơn 10 ức nguyên thạch a. Người có ý nghĩ như vậy không chỉ thiên âm quỷ tướng một cái, ở đây chỉ ít có hơn 10 người là muốn như vậy. Lão tiểu tử, ngươi bây giờ chịu phục sao? Không sợ nói cho ngươi, tiểu gia điên lên ngay cả chính ta đều sợ. Tiêu Phàm đắc ý thanh âm vang lên. Hắn cũng không có tiếp tục tăng giá, chỉ là lại cố ý ép buộc Sigma thành chủ cùng thiên âm cổ cương vài câu. Cuối cùng, giọt cuối cùng U Minh Thánh Thủy, lấy 10 ức giá trên trời bị Tiêu Phàm cầm xuống. Không bao lâu, chàng chủ đưa tới giá trị 10 ức U Minh Thánh Thủy, vẻ mặt quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, nói, công tử, đây là ngươi U Minh Thánh Thủy, khấu trừ ngươi ở nơi này tiêu phí kim ngạch, vẫn là còn lại 2.300 vạn nguyên thạch. Vậy liền đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm đem chàng chủ đưa tới cái gì cũng thu hồi, lúc trước hắn mua 3 ức ngạch độ đồ vật, vừa mới 10 ức vỗ xuống giọt cuối cùng U Minh Thánh Thủy, lại trừ đi 1 ức. 2 giọt U Minh Thánh Thủy cộng lại, bán đến tay nguyên thạch không sai biệt lắm 4 ức hơn 2.000 vạn, trừ đi về sau, xác thực còn thừa lại 2.300 vạn. Cũng khó trách chàng chủ như thế kinh ngạc, Tiêu Phàm mua nhiều đồ như thế, vậy mà vẻn vẹn mất 2 giọt U Minh Thánh Thủy mà thôi. Cuối cùng hắn còn thu về một giọt U Minh Thánh Thủy, hơn nữa còn nhiều 2.300 vạn nguyên thạch. Đây quả thực là tay không bắt sói a. U Minh Thánh Thủy ta nhận, đúng rồi tiền bối, vạn ma phòng đấu giá có thể hay không cho ta ra một cái chứng minh hoặc là giám định sách, chứng minh cái này giọt thứ 3 U Minh Thánh Thủy là vạn ma phòng đấu giá bán cho ta. Tiêu Phàm cười nói, cái này vốn là có giám định sách, ở linh giới bên trong. Có ghi rõ xuất xứ cùng đấu giá giá cả. Chàng chủ không biết Tiêu Phàm là ý gì, cái kia giám định sách vở đến một dạng không có quá nhiều tác dụng, cho nên hắn cũng không có cố ý nhắc nhở khách hàng quen thuộc. Nhưng mà, Tiêu Phàm nghe được câu này, lại là cười híp mắt nói, vậy ta an tâm. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, chàng chủ trong lòng một đột, luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh một dạng. Khi hắn muốn mở miệng thời khắc, Tiêu Phàm lại là đã đi ra bao xương, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ hiện tại liền muốn rời đi, hắn không muốn sống, Như Hy thấy thế, lập tức lên tiếng kinh hô. Phải biết, Tiêu Phàm thế nhưng là đắc tội Sigma thành chủ cùng thiên âm quỷ tướng A, hai cái này đều là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn là uy tín lâu năm cường giả. Nàng không biết Tiêu Phàm thực lực làm sao, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta đi ra xem một chút, chàng chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Quay người liền chuẩn bị tới phía ngoài vừa đi đi, chỉ là trong đầu hắn lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười nhìn lấy Như Hy nói, tiểu thư, ngài bao xương tốn hao 1 ức nguyên thạch, thuộc hạ đã xử lý cho ngươi, cái gì 1 ức nguyên thạch. Như Hy đôi mắt đẹp cau lại, nàng biết rõ bao xương có được 1 ức nguyên thạch ngạch độ quyền sử dụng, có thể thứ này cũng là muốn còn. Mấu chốt nhất là, nàng căn bản là không có mua thứ gì a, dựa vào cái gì để cho nàng thiếu chàng chủ một cái nhân tình đây. Tiểu thư không phải mua một sợi dây chuyền, hoa 1 ức nguyên thạch sao? Chàng chủ trên mặt lộ ra nghi hoặc nói. Nghe nói như thế, Như Hy mặt đều khí xanh, mở ra tay phải, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đầu huỳnh quang lòe lòe vòng cổ, đây chẳng phải là Tiêu Phàm vỗ xuống đến đưa cho mình sao? Nhưng kết quả là, dây chuyền này vậy mà trở thành bản thân mua lại.
Trọng yếu nhất, cũng đáng hận nhất là, sợi dây chuyền này rõ ràng chỉ trị giá 3.000 vạn nguyên thạch a. Cái kia 1 ức nguyên thạch, nếu như mình không phải vô cửu quỷ vương tôn nữ, vậy mình chẳng phải là muốn bị tạm giam ở vạn ma phòng đấu giá, thậm chí chết ở chỗ này. Nghĩ vậy, Như Hy Ngọc Quyền nắm chặt, hận không thể đem dây chuyền trong tay bóp thành bột mịn, hổ nha cũng mải vang lên kèn kẹt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, phẫn nộ nói, ngươi theo ta đi xem một chút, hắn đến cùng chết như thế nào. Thời khắc này Như Hy, thế nhưng là thực hận chết Tiêu Phàm. Nàng làm sao biết, Tiêu Phàm sở dĩ làm như thế, xác thực muốn chơi làm nàng một chút, có thể còn chưa tới đẩy nàng vào chỗ chết cấp độ. Dù sao, hắn nhưng là đã sớm biết Như Hy thân phận, chính là vô cửu quỷ vương tôn nữ, ở nơi này vạn ma quỷ thành, ai lại dám đối phó nàng Như Hy đây? Vị công tử kia, không phải, chàng chủ còn muốn hỏi thăm cái gì, có thể nhìn đến Như Hy cái kia tức giận con ngươi, hắn mạnh mẽ đem lời đến khóe miệng ngữ nén trở về. Nói cho ngươi, ta cùng hắn không có chút quan hệ nào, hơn nữa, hắn là địch nhân của ta, bản tiểu thư thế nhưng là hận không giết được hắn. Như Hy quát lên, lần nữa nhấn mạnh nàng cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó. Vâng vâng vâng, chàng chủ không điểm đứt đầu, nhưng hắn trong lòng lại xem thường, cái này nhìn qua rõ ràng chính là vợ chồng trẻ xào xáo a. Nếu như hắn là địch nhân của ngươi, ngươi sẽ để cho hắn đợi ở trong phòng khách của ngươi sao? Như Hy cũng là có miệng nói không ra, ai muốn nàng có nhược điểm rơi ở trong tay Tiêu Phàm đây? Tại chỗ chủ lấy lại tinh thần thời khắc, Như Hy đã tức giận chạy ra khỏi bao xương, nàng hiện tại hận không thể lập tức nhìn thấy Tiêu Phàm rơi vào Xích Ma Thành Chủ cùng Thiên Âm Quỷ Tướng trong tay bộ dáng. Lấy Xích Ma Thành Chủ cùng Thiên Âm Quỷ Tướng làm người, trừ phi Tiêu Phàm có thể lặng lẽ rời đi vạn ma quỷ thành, bằng không tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ là, khi bọn hắn xông ra vạn ma phòng đấu giá một sát na kia, hai người trợn tròn mắt. Tiêu Phàm ở đâu là nghĩ lặng lẽ rời đi? Hắn căn bản chính là trắng trợn đang gây hấn với Xích Ma Thành Chủ cùng Thiên Âm Quỷ Tướng A. Vạn ma phòng đấu giá phía trước quảng trường phía trên, Tiêu Phàm đứng chắp tay, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cái kia, ở xung quanh hắn, đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh, đem hắn vây chật như nêm cối. Chung quanh quảng trường, càng là đứng đầy vây xem tu sĩ, phần lớn người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi nói, tiểu tử kia hảo chết không chết, lại còn dám đứng ra. Đây không phải muốn chết sao? Chính là a, nếu như là ta, liền len lén rời đi vạn ma quỷ thành, phản chấn Xích Ma Thành Chủ cùng ta Thiên Âm Quỷ Tướng cũng chưa từng thấy qua tướng mạo của hắn, căn bản không biết hắn. Hắn ngược lại tốt, lại dám ngăn lại Xích Ma Thành Chủ cùng Thiên Âm Quỷ Tướng đường đi, nói hắn liền là trước đó lên ào ào giá cả người, đây quả thực là hành động tìm chết a. Nha, ngươi nghĩ tự sát, cũng đừng cao điệu như vậy a. Đám người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này hoàn toàn liền là đang tự tìm cái chết, cũng không biết hắn sẽ là như thế nào kiểu chết. Vừa mới chạy đến Như Hy cùng vạn ma phòng đấu giá chàng chủ cũng trợn tròn mắt, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà như thế cao điệu, chẳng lẽ hắn cho rằng Thiên Âm Quỷ Tướng cùng Xích Ma Thành Chủ thật không dám giết hắn sao? Ở vạn ma quỷ thành, có lẽ vô cửu quỷ vương hung uy có thể áp ngụ hai người bọn họ, có thể rời đi vạn ma quỷ thành đây. Ngươi không thể tổng đợi ở vạn ma quỷ thành a. Coi như ngươi nguyện ý ở lại đây, có thể vạn ma phòng đấu giá cũng sẽ không bảo hộ ngươi cả một đời a. Huống chi, đây là ngươi tự tìm chết, căn bản cũng không phải là vạn ma phòng đấu giá trách nhiệm. Chàng chủ tiền bối, ngươi tới thật đúng lúc, những người này chuẩn bị cướp ta từ vạn ma phòng đấu giá vỗ xuống đồ vật. Các ngươi sẽ không mặc kệ a. Tiêu Phàm như không có chuyện gì xảy ra lớn tiếng nói, tựa như căn bản không quan tâm những người này xuất thủ một dạng. Chàng chủ nghe nói như thế, khóe miệng có chút co lại. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, vạn ma phòng đấu giá nếu như liền khách nhân an toàn đều không bảo vệ được, về sau còn có ai dám tới nơi này mua đồ. Đám người nghe vậy, tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm ôm ý nghĩ gì, khó trách hắn không sợ Xích Ma Thành Chủ cùng Thiên Âm Quỷ Tướng. Chàng chủ cũng là thở sâu, con người từ Tiêu Phàm trên người đảo qua, nói Thiên Âm Quỷ Tướng, Xích Ma Thành Chủ, còn mời cho vạn ma phòng đấu giá một điểm mặt mũi, chúng ta nếu như không cho vạn ma phòng đấu giá mặt mũi, đã sớm động thủ. Xích Ma Thành Chủ tức giận nói,
trong mắt chán phóng hung quang. Vạn ma chàng chủ, người vạn ma phòng đấu giá, cũng không thể bảo hộ hắn cả một đời a. Thiên âm quỷ tướng cũng mặt âm trầm nói. Ba ngày, vạn ma chàng chủ trầm tư chốc lát, trịnh trọng duỗi ra ba ngón tay nói, vạn ma phòng đấu giá, sẽ bảo hộ khách nhân ba ngày sau, cùng ta vạn ma phòng đấu giá không quan hệ. Ha ha, tốt, thiên âm quỷ tướng nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Ba ngày lão hủ vẫn là chờ nổi. Xích ma thành chủ cũng gật gật đầu, lạnh lẽo nhìn xem Tiêu Phàm nói, cho ta tiếp cận hắn, đừng để hắn chạy. Là, thành chủ, hắn hạ nhân gật đầu, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, không cho phép Tiêu Phàm rời đi. Vạn ma phòng đấu giá nguyên lai chính là như vậy, trơ mắt nhìn mình khách nhân bị người vây khốn, đây chính là cái gọi là bảo hộ khách nhân. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm trên người chán phóng sát khí lạnh lẽo, nhìn chăm chú xích ma thành chủ cùng thiên âm quỷ tướng nói, chó ngoan không cản đường, các ngươi cản trở tiểu ra đường đi. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp đi về phía trước đi đến, khí thế cường đại bỗng nhiên đem một người trong đó cho hất bay ra ngoài. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đường chết. Thiên âm quỷ tướng nhìn thấy Tiêu Phàm dám động thủ, chỗ nào còn nhịn được, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên âm quỷ tướng thế nhưng là có uy tín quỷ tướng, thánh đế cảnh đỉnh phong thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một chưởng đánh vào Tiêu Phàm ngực. Nhưng quỷ dị chính là, Tiêu Phàm vậy mà không tránh không lùi, mà là một quyền hướng về hắn nộ oanh mà tới. Nho nhỏ thánh đế cảnh trung kỳ, thiên âm quỷ tướng khinh thường giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn đường đường thánh đế cảnh đỉnh phong, như thế nào thánh đế cảnh trung kỳ có thể so sánh? Sự thật cũng là như thế, Tiêu Phàm thực lực không đủ, bị thiên âm quỷ tướng một quyền đánh vào ngực, cả người bỗng nhiên hướng phía sau bay ngược mà ra, trọng trọng nện ở vạn ma phòng đấu giá cửa chính. Thân ảnh của hắn có chút trôi nổi không biết, trong miệng phát ra một trận ho khan thanh âm, vừa rồi một kích kia, mặc dù không có lấy mạng của hắn, nhưng là nhường hắn bị thương nặng. Vạn ma phòng đấu giá, các ngươi chính là như vậy bảo hộ khách nhân. Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy, căm tức nhìn vạn ma chàng chủ nói. Vạn ma chàng chủ thấy thế, một bước tiến lên, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là đột nhiên che ngực, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như đang đem hết toàn lực chạy trốn một dạng. Nhưng thiên âm quỷ tướng lại là tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Lại là một đòn đánh vào Tiêu Phàm ngực. Phốc, Tiêu Phàm trong miệng phun ra một ngụm tinh khí, đây chỉ là linh hồn chi thể, cũng không có máu tươi tồn tại. Ngay sau đó, sắc mặt hắn trắng bệch hết sức, quỳ một chân trên đất, ngay cả thở đều có chút khó khăn. Thiên âm quỷ tướng, ngươi dám hủy ta linh giới, ta U Minh Thánh Thủy. Tiêu Phàm thông hai mắt đỏ, tức giận gào thét. Cái gì, vậy giá trị 10 ức U Minh Thánh Thủy bị hủy diệt. Đám người cũng là lên tiếng kinh hô, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá không có người đồng tình Tiêu Phàm, ai bảo ngươi bản thân cao điệu như vậy đây. Ngươi muốn là vụng trộm rời đi vạn ma quỷ thành, thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ lại có thể làm gì được ngươi. Chỉ có vạn ma thành chủ nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn tựa như hiểu thông suốt cái gì, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt kia, tựa như lại nhìn một cái quái vật một dạng. Giờ phút này, cúi đầu Tiêu Phàm, khóe miệng lại là hơi hơi dương lên, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền lại lộ ra bi phẫn bộ dáng. Vạn ma chàng chủ, ta nhớ được vạn ma phòng đấu giá có một quy củ, nếu như khách nhân ở vạn ma đấu giá từ mua được đồ vật, trong vòng 3 ngày bị người hủy diệt hoặc là đoạt đi, chứng cứ vô cùng xác thực, vạn ma phòng đấu giá là muốn gấp 3 trả lại a. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem vạn ma chàng chủ nói. Vạn ma chàng chủ thở sâu, hắn tựa như đã sớm đoán được điểm này. Ở Tiêu Phàm lần thứ 2 bị oanh bay thời điểm, hắn liền đã đoán được Tiêu Phàm mục đích. Tiểu hữu, ngươi cùng Như Hi tiểu thư là bằng hữu, thực muốn làm như thế. Vạn ma chàng chủ sắc mặt cũng biến thành hết sức âm trầm. Thân làm chàng chủ hắn, tự nhiên so với ai khác đều muốn rõ ràng dạng này một quy củ. Phàm là ở vạn ma phòng đấu giá vỗ xuống bảo bối thu sĩ. Đều sẽ nhận vạn ma phòng đấu giá bảo hộ, thời gian kỳ hạn là 3 ngày,
đây cũng là vạn ma chàng chủ để thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ bọn họ 3 ngày sau động thủ lần nữa nguyên nhân. Trong vòng 3 ngày, nếu như khách nhân đồ vật bị cướp đi, hoặc là bị tổn thất, vạn ma phòng đấu giá sẽ gấp 3 bồi thường cho khách nhân. Tiêu Phàm ở vạn ma phòng đấu giá vỗ xuống đồ vật thế nhưng là gần 16 ức a, vạn ma phòng đấu giá nếu là bồi thường, chẳng phải là muốn bồi thường gần 50 ức. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm tổng cộng cũng liền hoa 2 ức 7.000 nguyên thạch cũng ngày, mặt khác là 13 ức, tất cả đều là hắn tay không bắt sói lấy được. Trong đó 3 ức, là vạn ma chàng chủ cố ý chiếu cố Tiêu Phàm, cho hắn 3 ức nguyên thạch hạn mức, mặt khác 10 ức, thì là Tiêu Phàm U Minh Thánh Thủy, bản thân kêu giá 10 ức. Nhưng hắn bản thân vẻn vẹn mất 1 ức mà thôi. Bây giờ, Tiêu Phàm linh giới bị thiên âm quỷ tướng đánh nát, linh giới bên trong đồ sẽ sói mòn ở vô ngần hư vô. Những tổn thất này, đều phải vạn ma phòng đấu giá đến bồi. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là Tiêu Phàm trong đó một cái mục đích thứ hai chính là muốn mượn vạn ma phòng đấu giá tay, tới đối phó xích ma thành chủ cùng thiên âm quỷ tướng. Dù sao, cái này 16 ức vật giá trị. Thế nhưng là thiên âm quỷ tướng đánh bể linh giới tạo thành hậu quả, dẫn đến vạn ma phòng đấu giá tổn thất gần 50 ức nguyên thạch. Vạn ma phòng đấu giá cũng không phải nhân từ địa phương, bọn họ lại làm sao có thể bỏ qua thiên âm quỷ tướng đây? Một hòn đá ném 2 chim, nghĩ rõ ràng trong đó tất cả, vạn ma chàng chủ lúc này mới chân chính biết rõ Tiêu Phàm chỗ kinh khủng. Hoa hơn 2 ức nguyên thạch, liền lừa hơn 40 ức. Hơn nữa vạn ma đấu giá hội còn không phải không ăn cái này đau mà không dám kêu. Nếu mà như Hy nói cho hắn, Tiêu Phàm cái kia 2 ức nhiều nguyên thạch, cũng là trộm được, không biết vạn ma chàng chủ sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghe được vạn ma chàng chủ mà nói, Tiêu Phàm ngừng lại chậm rãi đứng dậy, cười nói, chàng chủ tiền bối, ngươi vừa mới không phải nói để bọn hắn 3 ngày sau động thủ sao. Ngươi đều phải giết ta có thể làm thế nào. Vạn ma chàng chủ thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiên âm quỷ tướng trên người. Thiên âm quỷ tướng cũng không phải người ngu, chỗ nào còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn thấy vạn ma chàng chủ ánh mắt quét tới, hắn vội vàng nói, vạn ma chàng chủ, ta không phải cố ý, là hắn cố ý khiêu khích chúng ta ra tay. Vạn ma chàng chủ làm sao không biết Tiêu Phàm là cố ý đây, thế nhưng là, ta nếu bởi vì Tiêu Phàm cố ý mà bỏ qua ngươi. Người nào lại tới buông tha ta? Nhưng chúng ta thấy là ngươi hủy hắn linh giới. Vạn ma chàng chủ lạnh giọng nói. Ta không có, thiên âm quỷ tướng lập tức lộ ra bối rối, vạn ma phòng đấu giá thế nhưng là vô cửu quỷ vương địa bàn A, hắn còn không có đầy đủ dũng khí cùng vô cửu quỷ vương đối kháng. Đột nhiên, hắn con ngươi sáng lên, hét lớn, có lẽ hắn linh giới ẩn nấp rồi đây. Vạn ma chàng chủ nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hiển nhiên, hắn cũng tin tưởng khả năng này rất lớn. Ta ẩn nấp rồi, ai sẽ ngốc đến đem giá trị vài chục ức nguyên thạch linh giới tùy tiện tìm một chỗ giấu đi. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, đám người cũng âm thầm gật đầu. Có được vài chục ức nguyên thạch quả thực linh giới, ai sẽ yên tâm tùy tiện tìm một chỗ giấu đi đây? Vạn nhất bị những người khác nhặt đi, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. May mà ta đem trên người tất cả nguyên thạch cũng mua rồi đồ vật, hơn nữa sớm đem những cái này giám định sách lấy ra. Tiêu Phàm lại mở miệng nói, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chồng ngọc phù một dạng giám định chứng minh. Nhìn thấy những cái này ngọc phù, vạn ma chàng chủ đầu tiên là khóe miệng cuồng rút, cái này Tiêu Phàm rõ ràng đến có chuẩn bị a. Bất quá rất nhanh, hắn liền ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, đúng rồi. Giám định sách con dấu đặc thù có thể cảm ứng bán đấu giá bảo bối, nếu như linh giới bị hủy, cái kia giám định sách liền không cảm ứng được tương ứng bảo bối, nếu là có thể cảm ứng được, cũng liền có thể chứng minh, hắn đang nói láo. Tiểu Hữu, lão hủ bây giờ còn có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu thừa nhận đem linh giới ẩn nấp rồi, lão hủ có thể bảo đảm hộ ngươi 3 ngày chu toàn, bằng không mà nói. Vạn ma chàng chủ híp hai mắt hướng về Tiêu Phàm. Bằng không làm sao? Tiêu Phàm cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng. Vạn ma chàng chủ thở sâu, trầm giọng nói, vạn ma phòng đấu giá, cũng không phải ai cũng có thể dọa dẫm cùng đùa bỡn. Nghiêm túc trong giọng nói, lộ ra một loại hàn khí lạnh như băng. Nếu như không phải hắn vẫn như cũ hoài nghi Tiêu Phàm cùng Như Hy có chút quan hệ, có lẽ đã sớm không khách khí như vậy. Dọa dẫm cùng đùa bỡn, Tiêu Phàm chỉ mình,
khinh thường nói, làm sao, vạn ma phòng đấu giá là không muốn nhận nợ sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta đang nói láo. Nói thật, nếu như vạn ma chàng chủ vừa bắt đầu liều chết đều muốn bảo vệ hắn Tiêu Phàm Chu Toàn, Tiêu Phàm có lẽ cũng sẽ không thực trái lại dọa dẫm hắn hơn 40 ức nguyên thạch. Tất nhiên vạn ma chàng chủ đáp ứng để xích ma thành chủ cùng thiên âm quỷ tướng sau 3 ngày động thủ, cái kia Tiêu Phàm cũng liền không cố kỵ gì. Huống hồ, Tiêu Phàm cũng không hề cảm thấy bản thân thiếu hắn cái gì, trước đó vạn ma chàng chủ đối với hắn tốt như vậy, cũng là xem ở như hi mặt mũi mà thôi. Nên vạn ma phòng đấu giá nhận sổ sách, vạn ma phòng đấu giá tự nhiên sẽ còn gánh chịu trách nhiệm. Vạn ma chàng chủ híp hai mắt, hướng về Tiêu Phàm trong tay giám định ngọc phù nói, đem những cái này ngọc phù cho lão hủ tự nhiên là có thể biết, ngươi có phải hay không đang nói láo. Ngươi sẽ không muốn hủy những cái này ngọc phù a? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Lão hủ muốn hủy, cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy. Vạn ma chàng chủ khinh thường nói, lấy tay vung lên, Tiêu Phàm trong tay mấy viên ngọc phù lập tức rơi trong tay hắn, hy vọng ngươi đừng hối hận. Vạn ma chàng chủ trong giọng nói, tràn đầy nồng nặc ý cảnh cáo. Hắn tự nhiên không tin, Tiêu Phàm thật sự có quyết đoán đem cái kia linh giới hủy diệt, dù sao, đây chính là giá trị mấy ức đồ vật a. Huống hồ, hắn liền những cái này giám định ngọc phù đều bảo vệ rất tốt, lại làm sao có thể nhường linh giới hủy diệt đây. Ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là hối hận, Tiêu Phàm khẽ cười nói, trong lòng lại bổ sung một câu, cho là ta không biết những cái này giám định ngọc phù diệu dụng sao. Ngươi nếu là có thể cảm ứng được những vật kia, coi như ta thua. Vạn ma chàng chủ nhắm mắt cảm ứng đến một mai giám định ngọc phù, theo hắn linh hồn lực lượng tràn vào, cái kia ngọc phù phía trên tản ra từng tầng vầng sáng nhàn nhạt. Nhưng chỉ một lát sau về sau, giám định ngọc phù bỗng ảm đạm xuống, ngay sau đó phịch một tiếng nhẹ vang lên, cái kia ngọc phù vậy mà nổ. Ngươi không phải nói không hủy đi giám định ngọc phù sao? Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Tiêu Phàm tức giận bạo khởi, hung tợn hướng về vạn ma chàng chủ. Vạn ma chàng chủ cũng trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, ngọc phù này vậy mà lại nổ tung. Coi như linh giới thực hủy diệt, bên trong đồ vật sói mòn ở vô ngần hư vô, ngọc phù cũng sẽ không nổ tung mới đúng a. Nghe được Tiêu Phàm gầm thét, vạn ma chàng chủ lúc này mới hiểu, tất cả những thứ này, tất cả đều là tiểu tử này dở cho quỷ. Nhìn xem còn dư lại giám định ngọc phù, vạn ma chàng chủ thở sâu, tiện tay ném cho Tiêu Phàm, hắn biết rõ, chỉ cần hắn tiếp tục cảm ứng kiên định ngọc phù, những cái này ngọc phù tất cả đều biết nổ tung. Đến lúc đó, hắn liền thực có khổ khó nói. Linh giới xác thực hủy, vạn ma chàng chủ thở sâu, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, để tránh Tiêu Phàm hung hăng càn quấy, hắn không được không nói như vậy, ngay sau đó khoát tay một cái nói, người tới, lấy 48 ức nguyên thạch đến. Cái gì, 48 ức nguyên thạch, đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là nguyên thạch a, không phải thần thạch, người bình thường có thể không lấy ra được. Nhưng hiện tại, vạn ma phòng đấu giá nhưng phải bồi thường Tiêu Phàm 48 ức nguyên thạch, gia hỏa này vừa mới hủy diệt linh giới bên trong giá trị 16 ức đồ vật, hiện tại ngược lại nhiều đến 32 ức. Trong chớp nhoáng này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành bất đồng, thậm chí đám người đều đang phỏng đoán ở, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý nhường thiên âm quỷ tướng hủy đi hắn linh giới. Khó trách tiểu tử này cố ý khích giận thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ, hắn mục đích ngay ở chỗ này a. Cứ để người hủy đi linh giới, cho hắn cõng nồi, sau đó để vạn ma phòng đấu giá bồi thường 48 ức nguyên thạch, vạn ma phòng đấu giá đương nhiên sẽ không tự đánh mặt của mình, chỉ có thể bồi thường cho hắn. Nguyên lai, hắn sáng sớm liền tính toán cho tới bây giờ, thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ, đều trở thành hắn một con cờ. Đám người cũng lấy lại tinh thần đến. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 48 ức a, hắn cứ như vậy kiếm vào tay. Phải biết, 48 ức nguyên thạch đối với phần lớn người mà nói, cũng là một bút thiên văn sổ tự a, làm sao cũng sẽ thương cân động cốt, cũng liền vạn ma phòng đấu giá dạng này đỉnh cấp thế lực có thể cầm ra được. Như Hi nghe được đám người tiếng nghị luận, cũng trong nháy mắt hiểu được, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nàng đột nhiên nghĩ đến bản thân giả gái, điểm này tiểu thâu tiểu trộm hành vi, cùng Tiêu Phàm so sánh, hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Gia hỏa này,
trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đoạt vạn ma phòng đấu giá tiền, vạn ma phòng đấu giá cũng không dám nhiều lời một chữ. Đây chính là 48 ức nguyên thạch A, phóng nhãn cửu u địa ngục, đoán chừng cũng chỉ có vạn ma phòng đấu giá tầng thứ này thế lực mới có thể lấy ra. Tiểu Hữu, mục đích của ngươi thành công, chúc mừng. Vạn ma chàng chủ đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ lạnh như băng quang mang. Không, cái này không phải của ta mục đích, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, mục đích của ta là muốn giải quyết hai cái này ngu dốt, kiếm chút nguyên thạch, chỉ là tiện đường mà làm. Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu xác thực cũng không có dọa dẫm vạn ma phòng đấu giá ý tứ, dù sao chàng chủ đối với hắn cũng không tệ lắm, nguyên bản hắn là muốn mượn vạn ma phòng đấu giá tay chừng trị một lần thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, vạn ma chàng chủ trước mặt nhiều người như vậy, từ bỏ hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng liền thuận tiện kiếm chút nguyên thạch. Lúc này, liền có người mang tới một khỏa linh giới giao cho vạn ma chàng chủ. Vạn ma chàng chủ tiện tay ném cho Tiêu Phàm, nói, người đếm xem, nơi này tổng cộng 48 ức nguyên thạch. Không cần, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cầm trong tay linh giới, nhìn về phía thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ, nói, nếu không, các ngươi lại đánh nát nó thử xem. Lời này vừa nói ra, đám người khóe miệng cuồng rút. Người nhà bạch bạch kiếm nhiều 32 ức nguyên thạch còn chưa đủ a, nếu là lại hủy đi một mai này linh giới. Vậy thì không phải là mấy triệu vấn đề, mà là hơn 100 ức. Cho dù là vạn ma phòng đấu giá, lập tức xuất ra hơn 100 ức nguyên thạch, đoán chừng cũng phải thương cân động cốt. Không thử, vậy ta liền thu lại. Tiêu Phàm tiện tay đem cái kia linh giới mang trên tay, nghênh ngang gạt mở thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ, hướng về bên ngoài đi đến. Hiện tại đám người nhìn thấy hắn như thị xà hạt, chỉ cần 3 ngày thời gian không có đi qua. Người ở chỗ này tuyệt đối không người dám động Tiêu Phàm một sợi lông. Vạn nhất cái này tên điên thực đem cái này 48 ức nguyên thạch linh giới làm hỏng, có thể liền là hơn 100 ức nguyên thạch mới có thể giải quyết vấn đề a. Hy vọng 3 ngày sau, người còn có thể lớn lối như thế. Vạn ma chàng chủ ngữ khí cũng biến thành vô cùng băng lãnh, hắn giờ phút này cũng đứng ở Tiêu Phàm đối lập mặt. Không nói như Hy nói cùng Tiêu Phàm không có quan hệ gì, chính là có quan hệ. Hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Ta biết, ha ha, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, ngửa mặt lên trời cười lớn, nghênh ngang rời đi. Giờ phút này, khoảng cách vạn ma quỷ thành vạn dặm có hơn nhất tòa sơn lâm bên trong, một đạo hắc ảnh vụt sáng, tựa như tùy thời có thể biến mất một dạng. Ở trước mặt hắn, có đạo thứ nhất thần bí kết giới, phía trên thần văn lưu truyền, cực kỳ huyền diệu. Trong kết giới, lơ lửng không ít vật phẩm, nếu như vạn ma chàng chủ nhìn thấy, khẳng định có thể liếc mắt nhận ra, những vật phẩm này, không phải liền là Tiêu Phàm trên đấu giá hội vỗ xuống bảo bối sao? Bọn chúng không phải đều đã tiến nhập hư vô loạn lưu bên trong sao, tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Còn tốt bản thể đã sớm nghĩ đến những cái kia giám định ngọc phù có vấn đề, sớm đem bọn hắn truyền tống tới. Hơn nữa để cho ta bố trí trận pháp này ngăn cách không gian. Tiêu Phàm linh hồn phân thân âm thầm trầm ngâm nói. Không sai, Tiêu Phàm cũng không có chân chính hủy đi vỗ xuống bảo bối, mà là đã sớm đem những bảo bối này thông qua cỡ nhỏ truyền tống ngọc bàn, truyền đến linh hồn phân thân bên người. Hơn nữa còn để linh hồn phân thân bố trí trận pháp này, chính là vì phòng ngừa vạn ma chàng chủ thông qua những cái kia giám định ngọc phù cảm ứng được những bảo bối này tồn tại. Nguyên bản Tiêu Phàm chỉ là muốn hố thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ một cái, lại không nghĩ rằng vạn ma chàng chủ đột nhiên biến thái độ, Tiêu Phàm dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp hung hăng lường gạt vạn ma chàng chủ một bút. Nên vì 3 ngày sau đó tính toán, linh hồn bản thể ngâm khẽ một tiếng, cái kia sắp tiêu tán thân ảnh, đột nhiên lại trở nên ngưng tụ. Vạn ma quỷ thành, Tiêu Phàm chiếm được 48 ức nguyên thạch bồi thường. Nghênh ngang rời đi vạn ma phòng đấu giá quảng trường. Có vết xe trước, dù cho đám người biết rõ Tiêu Phàm trên người mang theo 48 ức nguyên thạch khoản tiền lớn, cũng không ai dám lên trước cường thủ hào đoạt. Liền vạn ma chàng chủ đều không được không tuân thủ vạn ma phòng đấu giá quy củ, bọn họ nếu như dám giờ phút này đối Tiêu Phàm động thủ, không phải liền là buộc vạn ma chàng chủ động thủ sao? Ở vạn ma quỷ lĩnh, có thể vẫn chưa có người nào dám không chút kiêng kỵ đắc tội vạn ma phòng đấu giá, dù sao đây chính là vô cửu quỷ vương địa bàn.
Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm rời đi, lại không thể làm gì. Bất quá, trong mắt rất nhiều người ánh mắt lập lòe, tràn đầy thần sắc mong đợi, bọn họ đang chờ đợi 3 ngày sau. Một khi vạn ma phòng đấu giá 3 ngày bảo hộ kỳ đi qua, bọn họ tuyệt đối đều sẽ không chút do dự đối Tiêu Phàm động thủ. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả 3 ngày này muốn bảo vệ Tiêu Phàm vạn ma phòng đấu giá, đoán chừng cũng sẽ phản chiến đối mặt. Bây giờ nhiều như vậy sảng khoái con mắt hướng về Tiêu Phàm, bọn họ dám khẳng định, Tiêu Phàm là không thể nào lặng yên không một tiếng động rời đi, chờ đợi Tiêu Phàm kết cục duy nhất chính là tử vong. Nhưng Tiêu Phàm lại là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trực tiếp lao tới Thanh Huyền Tử Lâu. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm lúc này lại còn nghĩ đến ở Thanh Huyền Tử Lâu ăn uống thả cửa, mà không phải làm sao nghĩ biện pháp rời đi vạn ma quỷ thành, tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu. Tiêu Phàm rất ngông cuồng, điểm này, bọn họ những ngày qua đều biết, hơn nữa hắn không phải bình thường cuồng. Nhưng lại cuồng người, cũng không khả năng không sợ chết a. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị ở Thanh Huyền Tử Lâu đợi 3 ngày thời gian sao? Nếu thật là dạng này, vậy tiểu tử kia cũng quá tự cho là đúng, chẳng lẽ hắn cho rằng nhiều người như vậy vẫn không giết được hắn sao? Đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, tiệc ăn mừng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài. Tiêu Phàm mới vừa đến Thanh Huyền Tử Lâu cửa chính, liền gặp được đầu trâu mặt ngựa tiến lên đón, trên mặt đều là vẻ cung kính. Tiệc ăn mừng, những người khác nghe được 3 chữ này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Nếu như nói bọn họ vừa rồi còn chưa tin Tiêu Phàm là cố ý tính toán vạn ma phòng đấu giá, bắt chẹt 48 ức nguyên thạch cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng hiện tại nghe được câu này, đám người lại là hoàn toàn khẳng định. Tiêu Phàm tiểu tử này, từ vừa mới bắt đầu, liền ở tính toán vạn ma phòng đấu giá. Hai người các ngươi làm rất tốt, có thưởng. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, tiện tay vung ra một mai linh giới. Đa tạ đại nhân, đầu trâu mặt ngựa vẻ mặt vui vẻ, cung kính cúi đầu nói. Chỉ là, làm linh hồn hai người lực lượng chìm vào cái kia linh giới bên trong lúc, không khỏi đồng thời hít một hơi lạnh, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Đại nhân, trong này là 1 ức nguyên thạch. Đầu trâu run rẩy mở miệng nói. 1 ức nguyên thạch a? Tiêu Phàm cứ như vậy cho hắn, cái này khiến đầu trâu làm sao tin tưởng. Hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm thế nhưng là 1 nghèo 2 trắng a, còn dư lại những cái kia nguyên thạch đều giao cho hắn và mặt ngựa, chỗ nào còn có thể có cái gì nguyên thạch, lại càng không cần phải nói cho bọn hắn 1 ức nguyên thạch. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cho hắn linh giới bên trong, lại là trọn vẹn 1 ức nguyên thạch, cái này khiến đầu trâu làm sao có thể đủ bình tĩnh đây. Mặt ngựa cũng chẳng tốt đẹp gì. Nội tâm của hắn cũng bị 1 lần này ức nguyên thạch cho khiếp sợ đến. Làm sao, không muốn. Tiêu Phàm quay đầu cười nhìn lấy đầu trâu nói. Không, đa tạ công tử, đa tạ. Đầu trâu mặt ngựa lời nói không có mạch lạc bái nói. Nguyên thạch ở cửu u địa ngục hạng gì khan hiếm, có thể có được 1 ức nguyên thạch người, trên cơ bản đều coi là nhân vật có mặt mũi. Mà bây giờ, bọn họ trực tiếp thu hoạch hơn 1 ức nguyên thạch, từ giờ trở đi. Bọn họ cũng coi là người có mặt mũi. Thanh Huyền Tử Lâu cửa ra vào những cái kia đuổi tới tu sĩ, nghe được Tiêu Phàm ban thưởng 2 cái cấp dưới hơn 1 ức nguyên thạch, miệng tất cả đều trưởng thành o hình. Bất quá, vẫn như cũ có thật nhiều người lộ ra nhìn có chút hả hê bộ dáng. 3 ngày sau, không chỉ Tiêu Phàm phải xui xẻo, ngay cả đầu trâu mặt ngựa, đoán chừng cũng sẽ xui xẻo theo, may mà 2 người này còn bị mơ mơ màng màng. Công tử, chúng ta chuẩn bị thượng hạng bao xương cùng thượng phẩm rượu ngon. Đầu trâu nịnh nọt cười nói. Nếu như là trước đó, hắn chuẩn bị nhiều như vậy còn cảm thấy có chút thịt đau, như vậy hiện tại, hắn hận không thể chuẩn bị cho dù tốt một chút, nói không chừng Tiêu Phàm còn có thể nhiều thưởng hắn 1 chút nguyên thạch đây. Tiêu Phàm cười cùng đầu trâu mặt ngựa leo lên Thanh Huyền Tử Lâu, Thanh Huyền Tử Lâu cùng sở hữu 9 tầng, mỗi đi lên 1 tầng, yêu cầu thực lực càng mạnh. Tốn hao nguyên thạch tự nhiên cũng nhiều hơn. Lúc này, 3 người rốt cuộc đã tới 7 tầng 1 gian bao xương, đây đã là đầu trâu mặt ngựa có thể lấy được tốt nhất bao xương, hơn nữa còn là tốn thêm gấp đôi nguyên thạch. Rốt cục an tĩnh, Tiêu Phàm tiến vào bao xương bên trong, trực tiếp trên ghế nằm xuống, các ngươi thay ta hộ pháp, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Nói là nghỉ ngơi một hồi, nhưng thật ra là Tiêu Phàm cần chữa thương,
Trước đó bị thiên âm quỷ tướng đánh hai quyền, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như không phải để linh hồn phân thân ở mũi nhọn phía trước, đoán chừng hắn liền không chỉ thụ thương đơn giản như vậy. Đại nhân, bên ngoài sao lại tới đây nhiều người như vậy, đem Thanh Huyền Tử Lâu đều chặn lại. Mặt ngựa nhìn không được hiếu kỳ nói. Không có gì, cũng là muốn giết ta mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh khoát tay một cái nói. Lời này vừa nói ra, đầu trâu mặt ngựa mặt đều xanh, bọn họ thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy bại lộ mình cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó a. Những người này là tới giết Tiêu Phàm, vậy chẳng phải là muốn liền bọn họ cũng giết. Đại nhân, ngài là đùa giỡn đúng không? Đầu trâu nói chuyện đều có chút không lưu loát, bờ môi không ngừng run lên. Tiêu Phàm hướng về đầu trâu mặt ngựa nhìn lúc này, nói đùa. Các ngươi cảm thấy ta giống như là người thích đùa sao? Hai người đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, Tiêu Phàm xác thực không giống. Vậy ta giống như là tìm chết người? Tiêu Phàm lại hỏi. Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn lắc đầu, Tiêu Phàm tinh minh như vậy người, làm sao có thể tự tìm chết đây? Vậy các ngươi còn lo lắng cái gì? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, không tiếp tục để ý hai người, tiến nhập trạng thái nhập định. Đầu trâu mặt ngựa hai người nghe vậy, nhìn nhau cười khổ, Tiêu Phàm mà nói xác thực rất có đạo lý, nhưng liền tính có đạo lý cũng ngăn không được nhiều người như vậy công kích a. Nhìn thấy Tiêu Phàm khí định thần nhàn nhắm mắt dưỡng thần, đầu trâu mặt ngựa mồ hôi lạnh đều lưu lại. Nghĩ đến bản thân sắp đối mặt nhiều người như vậy lửa giận, tâm lý một trận run lên. Đầu trâu, ta vừa vặn giống trong đám người nhìn thấy Xích Ma thành chủ. Mặt ngựa run rẩy truyền âm nói. Chẳng lẽ đại nhân liền Xích Ma thành chủ đều đắc tội, vậy, đây chính là đời trước quỷ tướng a. Không chỉ Xích Ma thành chủ, ta có vẻ như còn chứng kiến thiên âm quỷ tướng, vạn ma quỷ lĩnh thế hệ này mạnh nhất mấy cái quỷ tướng một trong. Đầu trâu hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hai người này, vô luận cái nào cũng là để bọn hắn khủng bố cùng tuyệt vọng tồn tại, có thể Tiêu Phàm vậy mà duy nhất một lần đắc tội hai cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh đây. Đầu trâu. Ta đi nhìn xem, trừ cái này hai người, đại nhân đến ngọn nguồn còn đắc tội mặt khác người nào không? Mặt ngựa thở sâu, trực tiếp chạy ra bao gian. Mặt ngựa, người nghĩ chuồn mất, muốn chết. Đầu trâu trong lòng khẽ quát một tiếng, cũng chạy theo ra ngoài. Nếu như mặt ngựa đào tẩu, hắn tự nhiên cũng sẽ không chút do dự đi theo rời đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể chạy ra Thanh Huyền Tử Lâu. Để đầu trâu kinh ngạc là... Mặt ngựa cũng không có chạy đi, mà là đứng ở trong hành lang, len lén nhìn xuống phía dưới. Hắn có thể đủ thấy rõ ràng, đầu trâu thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, tựa như gặp được chuyện kinh khủng gì một dạng. Đầu trâu lấy dũng khí đi đến mặt ngựa bên người, nhìn xuống dưới đi, lại là nhìn thấy một đám người chính lạnh như băng đứng ở cái kia, trong đó một cái lão giả đặc biệt dễ thấy. Vạn ma chàng chủ cũng tới. Đầu trâu nói chuyện có chút không lưu loát, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại nhân đến ngọn nguồn làm cái gì người người oán trách sự tình, vậy mà kinh động đến nhiều đại nhân vật như vậy. Mặt ngựa cũng bị dọa cho phát sợ, vội vàng lùi về đầu, đi vào bao xương bên trong. Đào tẩu, cái kia là không thể nào tồn tại, nhiều đại nhân vật như vậy hướng về, nếu như còn có thể để bọn hắn đào tẩu, vậy bọn hắn liền thực lợi hại. Lúc ấy cũng không khả năng rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Hai người thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, chờ đợi Tiêu Phàm tỉnh lại. Lúc này, Tiêu Phàm ngồi trên ghế, thể nội lại là vận chuyển lên vô tận chiến điển, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Linh hồn miễn dịch năng lực xem ra vẫn còn có chút hiệu quả, ít nhất có thể đủ để cho ta nhận bị thương giảm bớt một nửa. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Mặc dù hắn linh hồn bản thể không có nhục thân mạnh mẽ như vậy, dựa vào linh hồn phân thân không có khả năng tùy tiện chống đối thánh đế cảnh đỉnh phong công kích nhưng là, hiện tại Tiêu Phàm vẻn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ, cái này tất cả đều ỷ vào hắn linh hồn miễn dịch năng lực. Điểm này, để Tiêu Phàm có chút may mắn, nguyên bản linh hồn hắn miễn dịch năng lực ở cửu u địa ngục sẽ mất đi tác dụng, có thể hiện tại xem ra, giúp hắn tiếp nhận thánh đế cảnh hậu kỳ công kích là không có vấn đề. Hắn chỉ cần có thể để linh hồn đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, cái kia cho dù đối mặt thánh đế cảnh đỉnh phong thiên âm quỷ tướng cùng Xích Ma thành chủ, Tiêu Phàm cũng không sợ chút nào. Theo vô tận chiến điển vận chuyển, Tiêu Phàm thể nội còn sót lại U Minh Thánh Thủy cũng đang nhanh chóng luyện hóa,
hóa thành năng lượng bàng bạc dung nhập linh hồn bản thể. Nếu để cho cửu u địa ngục người biết rõ, Tiêu Phàm vậy mà dùng trong truyền thuyết U Minh Thánh Thủy tới tu luyện, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Thời gian chậm rãi xói mòn, trôi qua rất nhanh 2 ngày nhiều thời giờ, khoảng cách ngày thứ 3 kỳ hạn càng ngày càng gần, Thanh Huyền Tử Lâu phía dưới cũng càng ồn ào lên. Chỉ còn lại có 2 giờ, chờ 3 ngày thời gian vừa đến, chính là tiểu tử kia tử kỳ. Thiên Âm quỷ tướng mặt âm trầm, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thiên Âm, tiểu tử kia nếu như một mực ở tại Thanh Huyền Tử Lâu, vậy làm sao bây giờ? Xích Ma Thành chủ lại là nghĩ đến một vấn đề khác. 3 ngày kỳ hạn đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên sẽ mất đi vạn ma phòng đấu giá bảo hộ, nhưng hắn lúc này một mực đợi ở Thanh Huyền Tử Lâu, cũng chính là biến tướng nhận lấy Thanh Huyền Tử Lâu bảo hộ a. Thanh Huyền Tử Lâu chủ nhân, đây chính là để bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng, thậm chí để Vô Cửu Quỷ Vương đều muốn kiêng kỵ nhân vật, bọn họ cũng không dám ở Thanh Huyền Tử Lâu động thủ. Thiên Âm rất muốn nói, ta liền không tin hắn một mực có thể đợi ở Thanh Huyền Tử Lâu, Thanh Huyền Tử Lâu lầu 7 trở lên. Đợi một ngày cũng phải cần đến 100 vạn nguyên thạch. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại mạnh mẽ nén trở về. Bởi vì Tiêu Phàm trong tay nguyên thạch thế nhưng là đạt đến hơn 40 ức, coi như một ngày hoa 400 vạn, vậy cũng có thể dùng 1.000 ngày đây. 1.000 ngày cũng chính là gần thời gian 3 năm, bọn họ cũng không thể ở chỗ này chờ đợi 3 năm a. Huống chi, nếu như Tiêu Phàm không đợi lầu 7, mà là đợi ở 3-4 lâu, một ngày tối đa cũng liền mấy chục vạn nguyên thạch mà thôi. Kể từ đó, bọn họ phải đợi nhưng chính là tốt thời gian mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm, bọn họ cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều thủ tại chỗ này, nói không chừng trong lúc đó Tiêu Phàm đã sớm vụng trộm rời đi. Ta đã đem việc này bẩm báo cho Quỷ Vương, ta tin tưởng, Thanh Huyền Lâu chủ sẽ cho Quỷ Vương một bộ mặt. Lúc này, Vạn Ma Chàng chủ trầm giọng nói. Bị Tiêu Phàm hố 48 ức nguyên thạch, việc này hắn không có khả năng giấu được, do dự mãi về sau, hắn vẫn là lựa chọn nói cho Vô Cửu Quỷ Vương. Vô Cửu Quỷ Vương biết rõ việc này về sau, hiếu kỳ sau, cũng là tức giận không thôi. Vậy tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Âm quỷ tướng cùng Xích Ma Thành chủ nhìn nhau cười một tiếng. Oanh, cũng ngay lúc này, Thanh Huyền Tử Lâu phía trên, đột nhiên truyền đến một cỗ hung mãnh khí thế. Những cái kia nhỏ yếu tu sĩ, ở cỗ khí thế này áp bách dưới, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, thân hình có chút bất ổn. Lại có người đột phá, cái này linh hồn chi lực, hẳn là thánh đế cảnh đỉnh phong a. Thiên Âm quỷ tướng kinh ngạc lên tiếng. Vạn Ma Chàng chủ cùng Xích Ma Thành chủ cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thanh Huyền Tử Lâu, mặc dù ở Thanh Huyền Tử Lâu đột phá là cực kỳ chuyện tầm thường, nhưng là, đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong lại là một cái khác trọng ý vị. Vạn ma quỷ lĩnh biết bao cuồn cuộn, thế nhưng chỉ có hơn 20 cái quỷ tướng cấp bậc nhân vật mà thôi, có thể nghĩ đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong gian nan. Nhưng bây giờ lại thêm một cái, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn trước mắt đột phá, cái này khiến bọn họ làm sao không kinh ngạc đây. Bất quá, cỗ kia mạnh mẽ linh hồn uy áp đến nhanh, đi cũng nhanh, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thanh Huyền Tử Lâu, Tiêu Phàm vị trí trong rạp, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt bắn ra hai đạo sắc bén lợi mang. Thánh đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng khẽ nói một tiếng. Linh hồn chi lực đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều kinh hỉ, cái này đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là nước chảy thành sông mà thôi. Dù sao, luyện hóa nhiều như vậy U Minh Thánh Thủy, nếu là đổi lại những người khác, linh hồn chi lực đoán chừng đã sớm đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Thậm chí đạt đến bán bộ thánh tôn cảnh. Mặt khác, linh hồn chi lực đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm nhục thân cũng đột phá đến như thế cảnh giới. Một khi hắn rời đi cửu u địa ngục, nhục thân hiển lộ mà ra, cảnh giới của hắn lại sẽ rơi vào thánh đế cảnh tiền kỳ, chỉ bất quá hắn linh hồn bản thể cảnh giới có thể sẽ không hạ xuống mà thôi. So với linh hồn chi lực cảnh giới mà nói, Tiêu Phàm càng hy vọng bản thân vốn là cảnh giới có thể đột phá. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào nằm dưới đất đầu trâu mặt ngựa trên người, không khỏi cổ quái nói, đầu trâu, mặt ngựa, ta để cho các ngươi thay ta hộ pháp, các ngươi nằm dạp trên mặt đất làm cái gì? Đầu trâu mặt ngựa nghe nói như thế, khóe miệng một trận cuồng rút. Chúng ta làm gì sẽ nằm dạp trên mặt đất,
không là bởi vì ngươi vừa rồi bùng nổ uy thế quá kinh khủng, ép tới chúng ta căn bản không chịu nổi sao? Chỉ là lời này, bọn họ tuyệt đối là không muốn nói đi ra, cái này thực sự thật mất thể diện. Vẫn chưa chịu dậy, nhìn thấy hai người không nói, Tiêu Phàm không khỏi tức giận nói, các ngươi không phải nói cho ta chuẩn bị thượng hạng rượu ngon sao, rượu đây. Thuộc hạ liền cho đại nhân cầm, mặt ngựa lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm trên người cỗ kia rộng lớn như biển uy áp đã biến mất. Mặt ngựa đi đến một bên ôm lấy một cái vỏ rượu, đẩy ra bùn phong, lập tức một cỗ thanh u hương thơm tốc thẳng vào mặt. Thơm quá, đầu trâu nhịn không được thở sâu, nói, không hổ là thanh huyền tử lâu thượng phẩm rượu ngon. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, sau đó nhíu mày. Không vui, chẳng lẽ cái này thượng phẩm rượu ngon hương thơm để đại nhân không hài lòng. Đầu trâu mặt ngựa trong lòng không khỏi nổi lên xem thường, vẫn là mặt ngựa thở sâu hỏi, đại nhân, rượu này có phải hay không không hợp ngài. Không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, từ trong ngực hắn nâng cốc vỏ đoạt mất, trực tiếp hướng trong miệng rót vào. Uống một ngụm về sau, Tiêu Phàm không khỏi bẹp lấy miệng, lông mày lại là nhăn càng ngày càng sâu. Rượu này là người phương nào sở tạo? Tiêu Phàm nhìn chăm chú đầu trâu mặt ngựa nói, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia chỉnh trọng như vậy, nơi nào còn dám do dự, cơ hồ chăm miệng một lời, là thanh huyền lâu chủ sản xuất. Nói xong, mặt ngựa lại bổ sung một câu, đương nhiên, rượu này cũng không phải là thanh huyền lâu chủ tự mình sản xuất, chỉ là thanh huyền lâu chủ phối phương mà thôi, tên là Trăm Hương Say. Trăm Hương Say, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Ngay sau đó nhìn về phía đầu trâu mặt ngựa nói, đi cho ta đem cái kia thanh huyền lâu chủ tìm đến. Tìm thanh huyền lâu chủ, nghe nói như thế, đầu trâu mặt ngựa kém chút không có bị dọa đái. Bọn họ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, có tư cách gì tìm thanh huyền lâu chủ? Chẳng lẽ ngươi không biết, thanh huyền lâu chủ thế nhưng là thiên địa nhân quỷ thần năm đại thế lực chi chủ đều muốn lễ nhượng ba phần tồn tại sao? Đột nhiên, đầu trâu mặt ngựa lúc này mới hiểu. Tiêu Phàm đối cửu u địa ngục đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Đại nhân, thuộc hạ địa vị hèn mọn, không gặp được thanh huyền lâu chủ. Đầu trâu cầu xin vẻ mặt, thiếu chút nữa thì cho Tiêu Phàm quỳ xuống. Đầu trâu nói không sai, mặt ngựa cũng hợp thời gật đầu. Hỗn trướng, có thể Tiêu Phàm lại không muốn, một tay nắm lấy vỏ rượu hung hăng đập trên bàn, các ngươi là tiểu gia thuộc hạ, thế nào địa vị hèn mọn. Tiêu Phàm sớm đã có chút khó chịu cửu u địa ngục cái này nghiêm ngặt cấp bậc, chí ít, hắn Tiêu Phàm chưa bao giờ cho là mình yếu hơn người nào, hiện tại đầu trâu mặt ngựa là thuộc hạ của hắn, vậy ít nhất liền phải đoan chính thái độ này. Nhưng lời này nghe vào đầu trâu mặt ngựa trong tai, nhưng lại như là cùng kinh lôi, chỉ là vùi đầu không nói. Tiêu Phàm không thèm để ý bọn họ, trực tiếp dẫn theo vò rượu liền hướng bên ngoài đi đến. Nghĩ thời gian ngắn chuyển biến quan niệm của bọn hắn, đó là không có khả năng. Diêm La, mới vừa đi ra tử lâu, nơi xa liền truyền đến một tiếng sát khí nặng nề tiếng hét phẫn nộ. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy thiên âm quỷ tướng đứng lơ lửng giữa không trung, đứng ở thanh huyền tử lâu vài dặm có hơn, lạnh lùng theo dõi hắn. Nha, ngươi còn ở đây à, thật đúng là nhỏ quỷ khó chơi. Tiêu Phàm lộ ra một bộ rất ngoài ý muốn. Nơi nào có nửa điểm sợ bộ dáng. Đừng nói hắn hiện tại đã đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, liền là ở thánh đế cảnh trung kỳ, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Đầu trâu mặt ngựa cúi đầu, xem như cái gì đều không nghe được. Thiên âm quỷ tướng vậy nhưng là có tiếng hung nhân a, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy hung quỷ, làm sao đến trong miệng ngươi thì trở thành tiểu quỷ. Thiên âm quỷ tướng sắc mặt khó xử tới cực điểm. Hận không thể xông lên đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Còn có hơn một canh giờ, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Thiên âm quỷ tướng chỉ có thể hận hận uy hiếp. Ta còn tưởng rằng cái đại sự gì. Tiêu Phàm khinh thường nhìn thiên âm quỷ tướng một cái, nói, không có chuyện gì mà nói, ngươi có thể quỳ an. Quỳ an, ba chữ này, kém chút không để thiên âm quỷ tướng phun ra một ngụm lão huyết. Những người khác cũng là hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này. Thật sự chính là vô pháp vô thiên a, chẳng lẽ hắn lại lớn như vậy tự tin, có thể sống rời đi? Hay là nói, hắn biết rõ phải chết, dứt khoát tiếp tục tùy tiện. Ở mọi người nhìn lại,
Tiêu Phàm câu nói này, đã coi như là rất điên. Nhưng mà, tiếp xuống một câu, càng là để người ở chỗ này minh bạch, không có cuồng nhất, chỉ có cuồng hơn. Thanh Huyền lâu chủ, đi ra cho ta. Tiêu Phàm dẫn theo cái vỏ rượu lớn, đột nhiên hét to một tiếng, thanh âm vận chuyển lực lượng linh hồn, vang vọng thương khung. Lời này vừa nói ra, toàn trường bỗng yên tĩnh, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ cho rằng Tiêu Phàm đắc tội Xích Ma thành chủ cùng Thiên Âm quỷ tướng đã coi như là to gan lớn mật, có thể ai có thể nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả Thanh Huyền lâu chủ cũng dám quát lớn. Cuồng, không phải bình thường cuồng. Thanh Huyền lâu chủ, Tiêu Phàm lại là điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục quát to. Ai ở nơi này lớn tiếng ồn ào? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, một cỗ mạnh mẽ uy áp nhào về phía Tiêu Phàm, phía sau hắn đầu trâu mặt ngựa căn bản không chịu nổi, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Thánh đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cảm thụ được cỗ kia khí thế mạnh mẽ, trong lòng hơi trầm xuống, ngay sau đó vứt xuống vỏ rượu, một tay mang theo một cái, không để đầu trâu mặt ngựa quỳ đi xuống. Mấy tức về sau, tốt mấy bóng người từ Thanh Huyền Tử lâu lầu 8 đi xuống. Cầm đầu là một cái cẩm bào trung niên nam tử. Nam tử khí vũ hiên ngang, mặt như đao tước, cho người ta một loại cực kỳ nghiêm nghị cảm giác, đôi tròng mắt kia càng là sắc bén đến cực điểm, nhìn đến một cái, giống như đao cắt. Nhưng hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, lại cho người ta một loại cực kỳ nho nhã đại khí cảm giác, rất có đại gia phong phạm. Là hướng nhất phẩm hướng trưởng quỹ, đám người nhìn thấy trung niên nam tử, không khỏi lên tiếng kinh hô. Rất nhiều người không khỏi nhìn có chút hả hê nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này, hiện tại sợ là phiền toái. Tiểu tử, là người đang ồn ào. Hướng nhất phẩm còn chưa mở miệng, phía sau hắn một người trẻ tuổi liền lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm chất vấn. Tiêu Phàm buông ra kém chút dọa co quắp đầu trâu mặt ngựa, cũng không trả lời người kia mà nói, mà là thần sắc bình tĩnh nhìn xem hướng nhất phẩm nói, ngươi là Thanh Huyền lâu chủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý đến. Người kia sắc mặt phát lạnh, liền muốn chuẩn bị động thủ, lại bị hướng nhất phẩm ngăn lại. Ta chính là hướng nhất phẩm, Thanh Huyền Tử lâu một cái trưởng quỹ, tiểu hữu đây là biết rõ còn cố hỏi. Hướng nhất phẩm cười nhìn lấy Tiêu Phàm nói. Nói hắn không biết Tiêu Phàm, đó là không có khả năng. Ba ngày này, Thanh Huyền Tử lâu bị vô số người bao quanh, thậm chí ngay cả vạn ma chàng chủ, xích ma thành chủ cùng thiên âm quỷ tướng những nhân vật này cũng đang trong đó. Mà những người này, cũng là vì trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử mà đến, hướng nhất phẩm lại như thế nào không biết đây. Trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò, Tiêu Phàm có cái gì lực lượng đắc tội những nhân vật này. Hắn biết rõ ta ồn ào, không phải cũng biết còn hỏi sao. Tiêu Phàm lại là quét vừa rồi cái kia quát lớn hắn tu sĩ một cái, thản nhiên nói. Người kia sắc mặt tái nhợt, lại là không tiện phát tác, hướng nhất phẩm đều lên tiếng. Hắn có tư cách gì nói chuyện đây? Hướng nhất phẩm không nghĩ tới Tiêu Phàm mồm miệng như thế lanh lợi, đành phải chuyển hướng cái đề tài này nói, tiểu hữu gọi thẳng ta Thanh Huyền Tử lâu lâu chủ danh tiếng, cần làm chuyện gì? Chuyện gì? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem hướng nhất phẩm, nói, ngươi có thể quản sự. Hướng mỗ làm Thanh Huyền Tử lâu trưởng quỹ, tự nhiên có thể quản sự. Hướng nhất phẩm thần thái như thường nói, trên mặt có một loại tự tin không nói được. Lấy hắn địa vị, phóng nhãn vạn ma quỷ lĩnh, xác thực không có nhiều người có thể so sánh, có cảm giác ưu việt này cũng là đương nhiên. Gia hỏa này, mặc dù mặt ngoài 10 điểm hiền lành, nhưng trong xương cốt thế nhưng là rất ngạo khí. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, lại nói, ta nghe nói, Thanh Huyền Tử lâu rượu, giả một phạt 10. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi quét về phía dưới chân một cái kia vỏ rượu, bên trong chứa chính là bách hương túy. Đương nhiên, hướng nhất phẩm gật gật đầu, ngay sau đó nhíu mày một cái nói, nếu như Thanh Huyền Tử lâu rượu, tự nhiên giả một phạt 10, có thể nếu là có người muốn cố ý bại hoại Thanh Huyền danh tiếng của tử lâu, cái kia tự gánh lấy hậu quả. Tiểu tử này sẽ không dùng bản thân làm rượu giả, đi lừa bịp Thanh Huyền Tử lâu ha. Trừ phi hắn thực chán sống rồi, có phải hay không Thanh Huyền Tử lâu rượu, hướng nhất phẩm trưởng quỹ dùng cái mũi người một chút liền có thể biết được nói. Hắn làm sao có thể làm giả? Thật không biết tiểu tử này từ đâu tới lá gan cùng dũng khí a, vừa mới lường gạt vạn ma phòng đấu giá, hiện tại lại tới dọa dẫm Thanh Huyền Tử lâu. Đám người nghe được Tiêu Phàm cùng hướng nhất phẩm đối thoại, lập tức nhao nhao nghị luận lên,
phần lớn người giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ cũng mặc kệ rượu này có phải giả hay không, chỉ là Tiêu Phàm cố ý bại hoại Thanh Huyền danh tiếng của Tửu Lâu, cũng đủ để cho Tiêu Phàm uống một bầu. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không vội không hoảng nói, ngươi có thể thử một chút, cái này đến cùng phải hay không Thanh Huyền Tửu Lâu rượu, bằng không trách ta dở trò dối trá. Hướng Nhất Phẩm nhíu mày, nhìn thoáng qua sau lưng người trẻ tuổi một cái. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia không có hảo ý trừng mắt Tiêu Phàm, sau đó đi đến rượu kia vò trước mặt, lấy một chén rượu, ngay sau đó nhẹ nhàng thử một ngụm. Sau một khắc, người tuổi trẻ kia không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, đây là Bách Hương Túy chính phẩm, tiểu tử, người bại hoại ta Thanh Huyền Tửu Lâu thanh danh, là cố ý muốn chết sao? Chính phẩm, đám người vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ vốn cho là Tiêu Phàm sẽ trả một vò rượu giả đi dọa dẫm Thanh Huyền Tửu Lâu, có thể chẳng ai ngờ rằng, hắn thậm chí ngay cả rượu đều chẳng muốn đổi. Hay là nói, tiểu tử này thực tự tin như vậy, liền Thanh Huyền Tửu Lâu đều không dám làm gì hắn. Ngươi xác định là chính phẩm, Tiêu Phàm lại là cười híp mắt nhìn xem người tuổi trẻ kia. Xác thực, người trẻ tuổi tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, chuẩn bị giận dữ mắng mỏ, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời. Liền bị Hướng Nhất Phẩm cắt ngang, lại lấy một chén. Người trẻ tuổi hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái, lại lấy một chén nhỏ rượu, đưa đến Hướng Nhất Phẩm trước người. Hướng Nhất Phẩm đầu tiên là ngửi một cái, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng, lúc này, lông mày của hắn nhăn cũng càng sâu, tiểu hữu, chẳng lẽ cho là ta Thanh Huyền Tửu Lâu dễ khi dễ hay sao? Nói như vậy, người cũng xác định đây là chính phẩm. Tiêu Phàm vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói. Không biết còn tưởng rằng Tiêu Phàm thật là lớn địa vị, lại dám cùng Hướng Nhất Phẩm chuyện trò vui vẻ. Không sai, đây là ta Thanh Huyền Tửu Lâu thượng phẩm rượu ngon, Bách Hương Túy, dùng 100 loại trái cây sản xuất, ẩn chứa 100 loại mùi thơm, mỗi người đều có thể phẩm ra mùi vị khác biệt. Hơn nữa, ẩn chứa trong đó tinh thuần linh hồn năng lượng, bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ uống, một vò có thể rèn luyện 3 thành lực lượng linh hồn, hơn nữa 3 năm khó có thể tỉnh lại. Say mê trăm hương. Hướng Nhất Phẩm thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, nói ra Bách Hương Túy lai lịch cùng công năng công dụng, trên mặt càng là lộ ra vẻ tự hào. Bách Hương Túy thế nhưng là Thanh Huyền Tửu Lâu nổi danh nhất một loại thượng phẩm rượu ngon, tại sao có thể là rượu giả? Chính là a, mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu người uống qua Bách Hương Túy, phàm là thánh đế cảnh đều hẳn là biết rõ Bách Hương Túy vị đạo mê người, hiệu quả càng là cường đại. Tiểu tử này không biết nói, Thanh Huyền Tửu Lâu chế tạo mấy trăm năm rượu ngon, là một loại rượu giả a. Đám người châm chọc khiêu khích, rất nhiều người âm thầm lắc đầu, cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Ngươi quá cuồng, nhưng lần này sợ là cuồng lộn chỗ. Ngươi xác định cái này Bách Hương Túy bên trong, có 100 loại thần quả. Tiêu Phàm vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh, cười híp mắt nhìn xem Hướng Nhất Phẩm. Không đợi Hướng Nhất Phẩm mở miệng. Tiêu Phàm tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm, trong này phải có lục phẩm bạch linh nhân sâm, long huyết quả, băng hỏa xà lân quả, xà tiên quả thất phẩm long hồn quả, chu huyết quả. Làm Tiêu Phàm nói ra loại thứ nhất bạch linh nhân sâm tên, Hướng Nhất Phẩm sắc mặt lập tức biến đổi. Vẻn vẹn mười mấy thời gian hơi thở, Tiêu Phàm liền nói ra hơn 70 loại trái cây danh tự. Theo Tiêu Phàm nói ra trái cây danh tự càng ngày càng nhiều. Hướng Nhất Phẩm sắc mặt trở nên càng ngày càng đặc sắc, phải biết, cho dù là hắn, cũng chỉ biết rõ Bách Hương quả bên trong hơn 60 loại trái cây danh tự cùng thành phần. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà một hơi liền nói ra hơn 70 loại trái cây danh tự, hơn nữa còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng, bộ dáng này, rõ ràng là hắn biết rõ 100 loại trái cây thành phần A. Giờ phút này, Hướng Nhất Phẩm nơi nào còn dám khinh thường Tiêu Phàm, thậm chí, trong lòng của hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Trước mắt Bách Hương Túy, có phải là thật hay không như Tiêu Phàm nói tới, là một loại rượu giả. Đủ, làm Tiêu Phàm nói ra hơn 80 loại trái cây tên, Hướng Nhất Phẩm nhìn không được cắt đứt Tiêu Phàm lời nói. Những người khác tất cả đều kinh ngạc ở Tiêu Phàm vừa mới Tiêu Phàm trong giọng nói, bọn họ chỗ nào vẫn không rõ, Tiêu Phàm cũng không là đang cố ý gây chuyện, mà là trước mắt hắn rượu, thực có thể là rượu giả. Rất nhiều người trong lòng âm thầm hâm mộ, tiểu tử này. Rốt cuộc lại trang cái bức. Lúc này mới 90 loại trái cây không đến mà thôi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, vừa mới quên nói mỗi một loại trái cây thành phần, nếu không ta lặp lại lần nữa.
Không cần, Hướng Nhất Phẩm thở sâu, vội vàng ngừng Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm đem Bách Hương Túy 100 loại trái cây thành phần nói ra, vậy cái này Bách Hương Túy cũng liền không đáng giá. Hơn nữa, Tiêu Phàm nếu biết Bách Hương Túy phối phương, nói không chừng hắn còn biết mặt khác rượu phối phương đây. Hướng Nhất Phẩm trong lòng cảm giác đầu tiên chính là, không nên đem người trẻ tuổi này làm mất lòng. Nhất là Tiêu Phàm cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, càng là để hắn vô cùng kiêng kỵ. Tiểu tử, coi như người biết Bách Hương quả phối phương lại như thế nào, cũng không thể chứng minh chúng ta Bách Hương quả là giả. Bất quá, Hướng Nhất Phẩm sau lưng người trẻ tuổi lại là cực kỳ không phục. Hướng Nhất Phẩm giữ yên lặng, xem như chấp nhận người trẻ tuổi kia lời giải thích. Vấn đề này hỏi rất hay. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, cười híp mắt nhìn xem đám người chung quanh nói, nghĩ đến các ngươi đều biết, vừa mới ta nói những trái cây kia, cũng chỉ là thần phẩm phía dưới mà thôi. Các ngươi cảm thấy, bằng những trái này, có thể làm cho thánh đế cảnh linh hồn đột phá sao? Đám người mặc dù rất không thích Tiêu Phàm làm người, nhưng vẫn không tự chủ được lắc đầu. Thông thường trái cây, lại làm sao có thể nhường thánh đế cảnh đột phá đây? Nếu như có thể, vậy cái này Bách Hương Túy cũng quá nghịch thiên. Tuy nhiên những trái này, căn cứ nhất định phối phương xứng cùng một chỗ, có thể làm cho hiệu quả phát huy đến to lớn nhất, nhưng bất kể như thế nào, đều khó có khả năng có được cô đọng thánh đế cảnh linh hồn hiệu quả. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Đó là người căn bản không hiểu Bách Hương Túy. Người trẻ tuổi nổi giận nói. Kỳ thật, cái này Bách Hương Túy sở dĩ có hiệu quả như vậy, là bởi vì hắn chứa một loại thánh giai trái cây. Tiêu Phàm căn bản không có phản ứng người trẻ tuổi. Hướng Nhất Phẩm cùng người trẻ tuổi nghe nói như thế thời khắc, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, loại trái này, tên là Cửu U Huyền Thánh Quả. Cửu U Huyền Thánh Quả, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Ở đây thế nhưng là có không ít thánh đế cảnh, bọn họ tự nhiên biết rõ như thế nào Cửu U Huyền Thánh Quả. Cửu U Huyền Thánh Quả, thánh giai linh dược, ẩn chứa bàng bạc linh hồn năng lượng, có thể rèn luyện linh hồn chi lực, thánh đế cảnh thiết đãi, đều có thể đột phá. Truyền văn, Cửu U Huyền Thánh Quả 10 điểm thưa thớt. Chủ yếu là hắn từ sinh trưởng đến nở hoa kết trái cực kỳ dài lâu. Theo cổ tịch ghi chép, Cửu U Huyền Thánh quả cây 10 vạn năm sinh trưởng, 10 vạn năm nở hoa, 10 vạn năm kết quả, tổng cộng cần 30 vạn năm. Cũng may một gốc thành thục Cửu U Huyền Thánh quả cây, lần thứ nhất kết quả về sau chỉ cần 1 vạn năm liền có thể một lần nữa nở hoa kết trái, nhưng quá trình này cũng cần 2 vạn năm. 2 vạn năm a. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói là biết bao dài rằng giặc. Nhưng Thanh Huyền Tử Lâu lại có thể dùng Cửu U Huyền Thánh Quả đến cất rượu, cái này đủ để chứng minh Thanh Huyền Tử Lâu cường đại. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hướng Nhất Phẩm, chỉ thấy Hướng Nhất Phẩm cùng phía sau hắn người trẻ tuổi kia, đôi mắt lấp lóe lấy kiêu ngạo quang mang. Có thể cầm được ra Cửu U Huyền Thánh Quả, bọn họ xác thực có thể kiêu ngạo. Đáng tiếc mà lúc này, Tiêu Phàm lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển, lắc lắc đầu nói, Cửu U Huyền Thánh quả cũng không có chân chính thành thục, khiến cho cái này Bách Hương Túy hiệu quả giảm bớt đi nhiều, hơn nữa trong rượu còn mang theo một loại nhàn nhạt hối sáp vị, thiếu loại kia nhàn nhạt thuần hương cùng trong veo. Nói đến đây, Tiêu Phàm trong con ngươi hiện lên vẻ ác liệt, ngoạn vị nhìn xem Hướng Nhất Phẩm nói, hiện tại, ngươi còn nói rượu này không phải giả sao. Hướng Nhất Phẩm sắc mặt trầm xuống, nơi nào còn có vẻ kiêu ngạo. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm, nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không tư cách nói chuyện với ta, đem Thanh Huyền Lâu chủ gọi ra đi, ta ngược lại muốn xem, ta phối phương, hắn là làm sao mà biết được? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lộ ra một loại ở trên cao nhìn xuống khí thế, khiến cho Thanh Huyền Tử Lâu cũng là khẽ run lên. Lời của hắn, càng là dường như sấm sét, chấn động đến Hướng Nhất Phẩm hướng phía sau lui một bước. Ta phối phương, chẳng lẽ cái này phối phương là cái này Diêm La? Không nên a, đây chính là lâu chủ tự mình làm phối phương, Bách Hương Túy càng là hàng ngàn năm trước thì có, cái này Diêm La số tuổi nhìn qua không lớn, phối phương tại sao có thể là hắn đây? Thế nhưng là, Tiêu Phàm có thể nói ra Bách Hương Túy thành phần, hơn nữa liền Cửu U Huyền Thánh Quả đều biết, hẳn là không có nói láo. Trong lúc nhất thời, Hướng Nhất Phẩm cũng không biết lựa chọn ra sao. Nhưng mà, người xung quanh đã sớm trợn tròn mắt, bọn họ làm sao nhìn không ra, Hướng Nhất Phẩm đối Tiêu Phàm kiêng kỵ đây.
Nguyên bản bọn họ cho rằng hướng nhất phẩm sẽ trực tiếp diệt Tiêu Phàm, miễn cho để thiên âm quỷ tướng bọn họ động thủ. Nhưng kết quả để đám người mở rộng tầm mắt, Tiêu Phàm vậy mà đè lại hướng nhất phẩm. Trong lúc nhất thời, đám người trong lòng ngũ vị tạp trần, những cái kia cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ người, trong lòng cũng bắt đầu dao động. Các hạ chờ chốc lát, hướng mỗ liền đi xin phép lâu chủ. Hướng nhất phẩm hơi hơi chắp tay, ngay sau đó nhìn về phía một bên người trẻ tuổi nói, Tam Kiếm, người tốt nhất chiêu đãi vị công tử này, không được sai sót. Ta, người tuổi trẻ kia vẻ mặt không cam lòng, cuối cùng cắn răng nói, là, hướng trưởng quỹ. Hướng nhất phẩm rời đi, gọi là Tam Kiếm người trẻ tuổi đành phải tự mình chiêu đãi Tiêu Phàm, mặc dù nội tâm của hắn vô cùng khó chịu, nhưng là không dám phát tác. Tiêu Phàm chậm rãi đi trở về bao xương ngồi xuống, đầu trâu mặt ngựa phía sau lưng sớm đã mồ hôi đầm đìa, bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi, tựa như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Bất quá, hai người giờ phút này nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại là tràn đầy một loại sùng bái mù quáng, có thể trấn trụ hướng nhất phẩm, chỉ bằng điểm này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tiểu tử, hy vọng ngươi tốt nhất đoán mò đúng rồi, bằng không mà nói. Ta Túy Tam Kiếm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, vẫn như cũ một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Tiêu Phàm ngồi trên ghế, khí định thần nhàn rót cho mình một chén rượu, hướng về trong ly bách hương túy, chậm rãi nói, ta nói nó là giả, nó chính là giả, không phải cũng vậy. Ngươi, Túy Tam Kiếm tức giận sắc mặt tái xanh, Tiêu Phàm bá đạo, gắt gao áp chế hắn. Đầu trâu mặt ngựa nghe nói như thế, không tự chủ được ưỡn ngực lên, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm lời này quá ngang ngược. Hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Tiêu Phàm làm người, Tiêu Phàm dám nói ra lời này, tuyệt đối không phải nói nhảm, mà là hắn thật sự có cái này lực lượng. Túy Tam Kiếm đúng không, hướng nhất phẩm nhường ngươi hầu hạ chúng ta, vậy sẽ phải có phục vụ bộ dáng, cho chúng ta rót ly rượu. Tiêu Phàm khoát khoát tay, dùng giọng ra lệnh nói. Đầu trâu mặt ngựa nghe vậy, không khỏi âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, bọn họ thế nhưng là biết rõ cái này Túy Tam Kiếm thân phận, không nghĩ tới ở trước mặt Tiêu Phàm còn phải ăn quả đắng. Để Túy Tam Kiếm rót rượu, nhất là loại này giọng ra lệnh, Tiêu Phàm thật đúng là dám a. Tiểu tử, người đừng cho thể diện mà không cần. Túy Tam Kiếm nhe răng trợn mắt trừng mắt Tiêu Phàm, trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Mặt là mình kiếm, không phải người khác cho. Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng, lười biếng con ngươi chậm rãi chuyển hướng Túy Tam Kiếm, ở rơi xuống Túy Tam Kiếm trên người thời khắc, bỗng trở nên dị thường lăng lệ, giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Túy Tam Kiếm lời đến khóe miệng, bị Tiêu Phàm một ánh mắt mạnh mẽ nén trở về. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nếu như không phải ý chí coi như kiên định, đoán chừng đã sớm mềm ngã xuống. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám cho ta thuyết giáo. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Đưa tay vung lên, Túy Tam Kiếm lập tức giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra. Đại môn phịch một tiếng đập ra, Túy Tam Kiếm thân thể lại là tốc độ không giảm. Chỉ là, không đợi hắn phi ra Thanh Huyền Tử Lâu, đột nhiên một cái đại thủ chống đỡ ở Túy Tam Kiếm phía sau, tháo xuống cái kia cổ lực lượng cường đại, ổn định Túy Tam Kiếm thân hình. Ở Túy Tam Kiếm sau lưng, lại là một cái thanh bào lão giả, hắn một tay vác sau lưng, tựa như cứu Túy Tam Kiếm. Chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Tạ Vô Cửu Quỷ Vương, Túy Tam Kiếm ổn định thân hình, ngay sau đó đột nhiên cung kính đối sau lưng thanh bào lão giả cúi đầu nói. Vô Cửu Quỷ Vương, đầu trâu mặt ngựa nghe được mấy chữ này, trong lòng run rẩy dữ dội, mặc dù bọn họ hiện tại đã phát ra từ nội tâm tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, nhưng tại bậc này nhân vật tuyệt đỉnh trước mặt, bọn họ vẫn là không cách nào bình tĩnh. Đây chính là vạn ma quỷ lĩnh người thứ nhất a, dậm chân một cái, vạn ma quỷ lĩnh đều muốn rung động tồn tại. Thanh bào lão giả Vô Cửu Quỷ Vương hướng về phía Túy Tam Kiếm khẽ gật đầu ra hiệu, ngay sau đó lãnh đạm nhìn xem trong bao xương Tiêu Phàm, nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là càng ngày càng cuồng. Ai cũng có thể nghe ra Vô Cửu Quỷ Vương trong lời nói đối Tiêu Phàm không thích ý tứ, thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ đám người càng là cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị Vô Cửu Quỷ Vương giết chết một màn. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là trợn to hai mắt nhìn xem Vô Cửu Quỷ Vương, thân thể khỏe mạnh tựa như không nghe sai khiến đồng dạng, cứng ngắc ở cái kia.
hiện tại biết rõ sợ. Trước đó dọa dẫm ta vạn ma phòng đấu giá thời điểm, người đã sớm hẳn là nghĩ đến bây giờ. Trong đám người vạn ma chàng chủ đằng đằng sát khí hướng về Tiêu Phàm. Bị Tiêu Phàm lừa gạt 48 ức nguyên thạch, đây là hắn thất trách, hắn đã không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm vạn ma chàng chủ, hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Vô Cửu Quỷ Vương tự mình động thủ, cho dù Thanh Huyền Lâu chủ cũng phải cho mấy phần mặt mũi, coi như tiểu tử ngươi đợi ở Thanh Huyền Lâu chủ, lại như thế nào đây? Thiên Âm Quỷ Tướng cùng Xích Ma Thành chủ trong lòng nghĩ thầm. Cũng mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm lại là đột nhiên hướng về Vô Cửu Quỷ Vương đi tới. Đám người kinh dị không thôi, chẳng lẽ tiểu tử này chuẩn bị đi chịu chết hay sao? Nhưng mà, tiếp xuống Tiêu Phàm một câu, càng là để đám người kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Tiêu Phàm đứng ở Thanh Huyền Tử Lâu giáp danh, duỗi ra khẽ run tay chỉ đối diện Vô Cửu Quỷ Vương, nói, ngươi là Trương Văn Cẩn. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Đám người chủ động loại bỏ phía trước nửa câu, chỉ nghe được đằng sau câu nói kia, không khỏi toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này quả nhiên là thật to gan, lại dám như vậy cùng Vô Cửu Quỷ Vương nói chuyện, người đây là nguyền rủa Vô Cửu Quỷ Vương sao? Nhưng mà, bọn họ không biết là, Vô Cửu Quỷ Vương nghe được Trương Văn Cẩn cái tên này, con người hơi hơi co rụt lại, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Tiêu Phàm vẫn là bắt được. Ngươi thực sự là Trương Văn Cẩn, Tiêu Phàm vừa mừng vừa sợ nói. Trương Văn Cẩn, người khác có lẽ không biết, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hắn đoạt được vạn thánh dược điển người thứ nhất, cuối cùng gặp được hai người. Không, chuẩn xác mà nói, là hai người tàn niệm. Một cái tên là Lục Bá Hậu, mà đổi thành một cái chính là trước mắt Trương Văn Cẩn. Này khuôn mặt, khí chất cùng khí tức, cơ hồ giống như đúc. Tiêu Phàm có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tự nhiên có thể liếc mắt nhận ra. Chủ yếu nhất là, những năm này Tiêu Phàm một mực tìm kiếm vạn thánh dược các tung tích, lại một mực không có tin tức gì. Cho nên một mực nhớ lại lúc trước cùng Trương Văn Cẩn bọn họ gặp mặt từng màn, Trương Văn Cẩn khuôn mặt tự nhiên thật sâu in vào Tiêu Phàm trong đầu, đây cũng là Tiêu Phàm có thể liếc mắt liền gọi ra tên hắn nguyên nhân. Những năm này, Tiêu Phàm mặc dù không có tìm tới chân chính vạn thánh dược các, nhưng là hơn 20 năm trước ở nhân tộc thí luyện cổ lộ cửu U Cốc, ngẫu nhiên đụng phải một mảnh vạn thánh dược các lưu lại dược viên. Khi đó, Tiêu Phàm mới một lần nữa đánh giá vạn thánh dược các, hắn hiểu được, vạn thánh dược các vạn thánh cũng không phải là chiến thánh, mà là thánh đế cảnh, thậm chí có thể là thánh tôn cảnh. Cũng là từ cái kia lúc bắt đầu, Tiêu Phàm mới đem lấy được vạn thánh dược điển để ở trong lòng. Những năm này một mực để linh hồn phân thân lĩnh hội vạn thánh dược điển. Ngươi là ai? Vô Cửu Quỷ Vương thần sắc ngưng lại nhìn xem Tiêu Phàm, hắn 10 điểm xác định, bản thân căn bản không biết người tuổi trẻ trước mắt này. Nhưng người trẻ tuổi này, lại có thể liếc mắt liền gọi ra tên của mình, đây tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hừ, lão tiểu tử, lúc trước chính là ngươi cưỡng ép đem vạn thánh dược điển truyền thừa cho ta, ngươi bây giờ quên ta là ai? Tiêu Phàm nhìn thấy Vô Cửu Quỷ Vương cố ý làm bộ không biết mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Bất quá sau một khắc, Tiêu Phàm lúc này mới hiểu, phần lớn người chết rồi tiến vào cửu u địa ngục, là sẽ đánh mất trí nhớ, Trương Văn Cẩn không biết mình cũng bình thường. Nhưng đám người không nghĩ như thế, nhất là vạn ma chàng chủ, thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ, bọn họ thế nhưng là biết rõ Vô Cửu Quỷ Vương đã sớm thức tỉnh tiền thế ký ức. Hiện tại Tiêu Phàm gọi thẳng hắn lão tiểu tử, Vô Cửu Quỷ Vương vậy mà thờ ơ, cái này khiến ba người thầm nói không tốt. Vạn Thánh Dược Điển, nghe được bốn chữ này, Vô Cửu Quỷ Vương đột nhiên như bị sét đánh, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng rốt cục có một tia biến hóa. Thở sâu, Vô Cửu Quỷ Vương nói, ngươi là Vạn Thánh Dược Điển người thừa kế. Vạn Thánh Dược Các vẫn tồn tại, xem như thế đi. Tiêu Phàm hồ nghi nhìn xem Vô Cửu Quỷ Vương, trong lòng của hắn đã hoàn toàn vững tin Vô Cửu Quỷ Vương chính là Trương Văn Cẩn, hơn nữa đã khôi phục tiền thế ký ức. Chỉ là hắn không biết, vì sao Trương Văn Cẩn không biết mình, theo lý thuyết, hắn tàn niệm gặp mình, mới có thể nhận ra mình mới đúng. Bất quá, vạn thánh dược các ta cũng không biết nó còn tồn tại hay không, những năm này ta một mực đang tìm ngươi cùng Lục Bá Hậu, có thể vẫn không có tung ảnh của các ngươi. Không nghĩ tới ngươi đã chết. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Có thể xuất hiện ở cửu u địa ngục,
không phải chết thì là cái gì chứ? Bốn phía tu sĩ vẻ mặt mê mang nhìn xem hai người, đám người làm sao vẫn không rõ, hai người này đã từng nhận biết, hơn nữa, có vẻ như Tiêu Phàm thân phận vẫn còn tương đối đặc thù. Vạn ma chàng chủ, thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ ba người mặt âm trầm, ba người nhìn nhau, tựa như đang thương lượng cái gì. Bọn họ biết rõ, chiếu tình thế như vậy phát triển tiếp, bọn họ muốn mượn vô cửu quỷ vương tay giết chết Tiêu Phàm là không thể nào. Muốn Tiêu Phàm chết, bọn họ có thể dựa vào bản thân. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Vô cửu quỷ vương thanh âm vang lên lần nữa, hắn đương nhiên sẽ không dễ tin Tiêu Phàm. Vạn thánh dược các ở ta nhục thân bên trong, muốn chứng minh thân phận của ta, cũng là. Tiêu Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Hồng hộc, tiếng nói xong, một vệt sáng đột ngột phá không mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, thẳng đến hắn mi tâm. Tiêu Phàm tàn nhẫn cùng quyết đoán triệt để chấn nhiếp toàn trường, trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh im ắng. Liền thánh đế cảnh đỉnh phong xích ma thành chủ, hắn đều không chút nào do dự một cước giết chết, những người khác chẳng lẽ còn có thể so với xích ma thành chủ mạnh sao? Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai, tiểu tử này như thế tùy tiện là có nguyên nhân. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nhìn tới xích ma thành chủ cùng thiên âm quỷ tướng. Chớ nói chi là coi bọn họ là thành địch nhân rồi. May mà bọn họ những người này còn tưởng rằng Tiêu Phàm làm sao tùy tiện, buồn cười là, bọn họ thậm chí còn cho rằng Tiêu Phàm không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong. Ở trước mặt Tiêu Phàm, tất cả mọi người bọn họ đều giống như thằng hề, một mực cái kia tự mình kiếm chuyện vui đùa. Hiện tại rốt cục có thể an tĩnh, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xa xa thiên âm quỷ tướng cùng vạn ma chàng chủ một cái. Hai người dọa đến bỗng nhiên run một cái. Bọn họ không biết Tiêu Phàm là như thế nào giết chết Xích Ma thành chủ, nhưng bọn hắn có thể so sánh Xích Ma thành chủ mạnh không đến đâu, nếu như Tiêu Phàm đối phó bọn họ cũng tuyệt đối là kết quả giống nhau. Nghĩ vậy, hai người nơi nào còn có dũng khí lưu lại nơi này, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi đám người. Đường phố phía dưới trong khắp ngõ ngách, Như Hy cùng nha hoàn của nàng Tiểu Vũ cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nghĩ đến bản thân trước đó còn muốn hại Tiêu Phàm, các nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cũng may Tiêu Phàm không cùng bọn họ làm thật, bằng không mà nói, lấy thực lực của hai người bọn họ, như thế nào Tiêu Phàm đối thủ. Kinh khủng sau, bọn họ lại có chút may mắn không đem Tiêu Phàm vào chỗ chết đắc tội, bằng không sự tình liền phiền toái. Toàn trường kích động nhất không ai có thể hơn đầu trâu mặt ngựa, hai người kích động toàn thân đều đang run rẩy lấy. Sau nửa ngày, hai người đồng thời hô to, đại nhân uy vũ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được Tiêu Phàm làm sao cường đại, khó trách hắn không sợ hãi, khó trách hắn làm việc như thế cao điệu, ngang ngược càn rỡ, nguyên lai hắn thật có thực lực như vậy. Ngươi không phải là muốn chứng minh ta thân phận sao, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vô cửu quỷ vương. Chỉ thấy hắn lấy tay một điểm, một vệt sáng bắn ra. Bỗng nhiên bắn về phía vô cửu quỷ vương cũng không có ngăn cản, mặc cho cái kia lưu quang bắn vào mi tâm của mình. Ngay sau đó, vô cửu quỷ vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau mới tỉnh lại. Vô cửu quỷ vương thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, thở sâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ thanh huyền tử lâu đỉnh cao truyền đến, chỉ thấy một cỗ mênh mông uy áp từ trên trời giáng xuống. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái phạm vi mấy chục dặm cự trưởng đánh rơi mà xuống. Ở nơi này đáng sợ uy thế phía dưới, thanh huyền tử lâu bỗng liên tiếp nổ tung, hóa thành vô số bột mịn tung bay trên không trung. Tiêu Phàm đang cảm thụ đến cỗ khí thế kia trong nháy mắt, hai tay dẫn theo đầu trâu mặt ngựa, lợi dụng cực tốc xông ra thanh huyền tử lâu, hiểm mà hiểm tránh thoát bàn tay khổng lồ kia công kích. Nhưng dù cho như thế, đầu trâu mặt ngựa vẫn như cũ bị cái kia dư ba thực hồn thể lung la lung lay, tựa như tùy thời muốn tiêu tán một dạng. Đa tạ đại nhân, đầu trâu mặt ngựa hai người rốt cục cảm nhận được cửu tử nhất sinh cảm giác, liên tục bái tạ. Tiêu Phàm không để ý đến hai người, mà là híp hai mắt nhìn về phía thanh huyền tử lâu vị trí. Hắn biết rõ, bàn tay khổng lồ kia không phải cố ý nhằm vào hắn, nhưng loại kia đáng sợ uy thế, tuyệt đối vượt qua thánh đế cảnh đỉnh phong. Chí ít cũng là bán bộ thánh tôn cảnh thực lực. Loại tầng thứ này giao phong,
nếu như Tiêu Phàm vẫn chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ mà nói, căn bản liền tư cách tham dự đều không có. Nhưng là bây giờ, hắn đã đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ, hơn nữa công kích linh hồn miễn dịch năng lực, hắn cũng không sợ hãi. Chỉ là, nếu là chân chính thánh tôn cảnh, vậy thì không phải là Tiêu Phàm có thể đụng vào. Thanh Huyền Tử Lâu sớm đã toàn bộ sụp đổ, tại chỗ chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn, vừa rồi một trưởng kia, không biết giết chết bao nhiêu linh hồn chi thể. Nhưng là, ai cũng không có để ý, mà chết hướng về Thanh Huyền Tử Lâu trên không. Nơi đó, một đạo quang mang lấp lóe lấy ánh sáng khác thường, hình thành một đạo kết giới, trong kết giới, hai đạo bóng người đang không ngừng đánh thẳng vào. Nhưng mặc cho bọn họ làm sao liều mạng, kết giới kia cũng thờ ơ. Lâu chủ, Túy Tam Kiếm thấy thế, đột nhiên hét lớn một tiếng, liều mạng hướng về không trung kết giới phóng đi. Vô Cửu Quỷ Vương nhìn xem kết giới kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiêu Phàm nhìn qua trong kết giới trong đó một bóng người bóng lưng, không khỏi nhíu mày. Tấm lưng kia, nhưng hắn cảm giác có chút quen thuộc, chỉ là hắn trong lúc nhất thời có chút không dám xác định. Một người khác, chính là mới vừa từng có gặp mặt một lần Hướng Nhất Phẩm. Mà ở kết giới bên ngoài, lại là vây quanh bốn bóng người, bốn người khí tức trên thân cực kỳ cường đại, đều vượt qua thánh đế cảnh đỉnh phong, đạt đến bán bộ thánh tôn cảnh. Là Thanh Huyền Lâu Chủ. Đám người có người chỉ kết giới kia bên trong hai đạo bóng người, kinh hãi quát, Thanh Lang Quỷ Vương, Hắc Hổ Quỷ Vương, Kim Long Quỷ Vương cùng Ma Đao Quỷ Vương, bốn người bọn họ vậy mà đồng thời vây công Thanh Huyền Lâu Chủ. Thanh Huyền Lâu Chủ, Tiêu Phàm nghe vậy, cũng không khỏi cau mày. Quỷ Vương, đây chính là bán bộ thánh tôn cảnh, cùng hoang nguyên cực một dạng thực lực, mới có thể xưng là Quỷ Vương A. Lúc này tăng thêm Vô Cửu Quỷ Vương, vậy mà đồng thời xuất hiện năm tôn Quỷ Vương. Hơn nữa trong đó bốn người còn liên thủ ứng phó Thanh Huyền Lâu Chủ. Tiêu Phàm đối Thanh Huyền Lâu Chủ cũng có hiểu biết, đây chẳng qua là 1000 năm trước đột nhiên nhô ra cường giả, lại là để năm đại thế lực chi chủ đều có kiêng kỵ tồn tại. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, Thanh Huyền Lâu Chủ cũng chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh. Hơn nữa, bốn đại quỷ vương ứng phó một mình hắn, còn cần bố trí trận pháp kết giới, có thể nghĩ Thanh Huyền Lâu Chủ cường đại. Tiêu Phàm rất muốn thấy chân dung, đáng tiếc, Thanh Huyền Lâu Chủ một mực dùng đưa lưng về phía hắn, Tiêu Phàm căn bản không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Một tiếng vang vọng, vừa mới xông lên Túy Tam Kiếm bị một vệt sáng đánh bay, trọng trọng nện ở mặt đất trên đường phố. Túy Tam Kiếm vẻn vẹn chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi, ở bốn đại quỷ vương trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nếu như không phải bốn đại quỷ vương phải toàn lực ứng phó Thanh Huyền Lâu Chủ, vậy liền không chỉ là đánh bay Túy Tam Kiếm, mà là giết hắn. Trương Văn Cẩn, cái này Thanh Huyền Lâu Chủ là lai lịch gì? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia Thanh Huyền Lâu Chủ bị người vây giết, trong lòng của hắn kìm nén đến hoảng, loại cảm giác này nhường hắn 10 điểm khó chịu. Ta cũng không biết, Vô Cửu Quỷ Vương cười khổ lắc đầu, bất quá, ứng phó hắn. Lại là Thiên Uyên Quỷ Chủ ý tứ, ta muốn giúp hắn, cũng bất lực. Thiên Uyên Quỷ Chủ, Tiêu Phàm thở sâu, nói, đó là cái gì thực lực? Thánh Tôn Cảnh, Vô Cửu Quỷ Vương thần sắc cũng biến thành hết sức ngưng trọng, nói Thiên Địa Nhân Quỷ Thần, năm đại thế lực chi chủ, cũng là Thánh Tôn Cảnh, chúa tể cửu u địa ngục ngũ phương địa vực. Thánh Tôn Cảnh sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, dư quang không khỏi nhìn về phía không trung. Lúc này, Thanh Huyền Lâu Chủ vừa lúc xoay người lại, khi thấy đạo thân ảnh này thời khắc, Tiêu Phàm như bị sét đánh, trực tiếp ngốc trệ ở cái kia, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lên. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trong miệng, run rẩy phun ra hai chữ, lão. Lão sư, trong thiên hạ, có thể được Tiêu Phàm xưng là lão sư người, chỉ có hai cái, một cái là Bắc Lão, một cái là Túy Ông. Cho dù là thần vô tận. Tiêu Phàm cũng chỉ là coi hắn là làm đáng giá tôn kính tiền bối, cho nên gọi hắn một tiếng sư tôn. Tiêu Phàm mặc dù không biết Bác Lão thân phận chân chính, nhưng đó là liền cửu u ma chủ đều có kiêng kỵ nhân vật, là không thể nào xuất hiện cửu u địa ngục. Vậy trước mắt người thân phận, đã vô cùng sống động. Không sai, lão giả này, chính là Túy Ông. Lúc trước Túy Ông bị Diêm La Phủ Diêm La Thiên Tử cùng phán quan vây giết chí tử. Tiêu Phàm vốn cho là Túy Ông đã chết, nhưng về sau Lô Chiến lại là nói cho hắn,
túy ông linh hồn khả năng còn sống. Từ khi rời đi chiến hồn đại lục, tiến vào thái cổ thần giới về sau, Tiêu Phàm cùng Lô Chiến khắp nơi tìm kiếm cửu u địa ngục lối vào, không phải là vì tìm tới túy ông sao. Vốn cho là cửu u địa ngục vô cùng mênh mông, muốn tìm một người 10 điểm gian nan, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, liền nhanh như vậy gặp được túy ông. Bây giờ túy ông đang ở trước mắt, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không kích động đây. Thanh Huyền Tử Lâu, lão sư tên thật, không phải liền là gọi ra Cát Thanh Huyền sao? Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia bốn đại quỷ vương vậy mà tại vây công túy ông thời khắc, trên người không khỏi nhấc lên sát khí ngút trời, băng lãnh khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Năm đó hắn không ở túy ông bên người, túy ông cái chết, hắn bất lực, nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không để đã từng một màn tái diễn. Giết ta lão sư, chết cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tiêu Phàm xách ngược lấy tu la kiếm bỗng nhiên xông lên trời, hắn mặc dù không có khả năng thi triển nhục thân lực lượng, nhưng là hắn linh hồn lực lượng cũng dị thường bá đạo. Hỗn độn trảm thiên kiếm, mạnh mẽ linh hồn chi lực ngưng tụ thành từng đạo ngập trời kiếm khí hướng về trong đó một cái quỷ vương nổi giận chém đến, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không kém gì thánh đế cảnh đỉnh phong công kích. Diêm La, vô cửu quỷ vương thấy thế, sắc mặt biến hóa. Cái kia bốn đại quỷ vương thế nhưng là thụ thiên uyên quỷ chủ mệnh lệnh vây giết Thanh Huyền lâu chủ A, giờ phút này Tiêu Phàm nếu như xuất thủ ứng phó bốn đại quỷ vương, chẳng phải là cùng thiên uyên quỷ chủ là địch. Một khi đắc tội thiên uyên quỷ chủ, cái kia vạn ma quỷ lĩnh, thậm chí toàn bộ quỷ khốc uyên đều lại không Tiêu Phàm đất đặt chân. Cho dù là lúc trước hắn muốn cứu Thanh Huyền lâu chủ, cũng vẻn vẹn chỉ là sớm nói cho Thanh Huyền lâu chủ việc này, nhường hắn sớm kịp chuẩn bị mà thôi. Đáng tiếc, vô cửu quỷ vương muốn ngăn cản đã không kịp, Tiêu Phàm linh hồn kiếm khí chính đang điên cuồng công kích trong đó một cái quỷ vương. Cái kia quỷ vương mắt thấy một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh tới, nguyên bản không để ở trong lòng, có thể cảm nhận được cái kia kiếm khí bén nhọn, trong mắt của hắn phát lạnh. Nhất là làm kiếm khí kia cắt thân thể của hắn, toát ra từng đạo linh hồn chi lực thời điểm, hắn càng là lên cơn giận dữ. Chết, cái kia hắc hổ bộ dáng quỷ vương vung ra số chảo, trong miệng phun ra từng đạo năng lượng quang mang, điên cuồng phóng tới Tiêu Phàm. Hiển nhiên, người này là bốn đại quỷ vương bên trong hắc hổ quỷ vương. Năng lượng đáng sợ quang mang trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm, hư không đều xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, điên cuồng thôn phệ tất cả, rảo sát tất cả. Trong bóng tối ẩn núp thiên âm quỷ tướng cùng vạn ma chàng chủ hai người nhìn thấy một màn này. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Bọn họ giết không chết Tiêu Phàm, tự nhiên là ước gì Tiêu Phàm chết ở trong tay hắc hổ quỷ vương. Đáng tiếc, kết quả để cho hai người thất vọng rồi, chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm, lấy kiếm khí mở đường, tất cả năng lượng quang mang đều bị hắn cưỡng ép xé mở, cả người hắn tựa như cùng tu la kiếm hòa thành một thể. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm lần nữa vọt tới hắc hổ quỷ vương bên người. Tiểu vận mệnh thuật, Tiêu Phàm trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động trong nháy mắt từ hắc hổ quỷ vương trên người đảo qua. Hắc hổ quỷ vương kêu thảm một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ không ít, Tiêu Phàm mở ra nghịch loạn chi đồng, lại là nhìn thấy hắc hổ quỷ vương trên người có một loại huyền diệu năng lượng đang không ngừng giảm bớt. Cái kia năng lượng giống như là khí số, nhưng lại như có chút khác biệt, chí ít không là thuần túy khí số. Ngược lại có chút giống mệnh khí. Bất quá đối với Tiêu Phàm mà nói, chỉ cần tiểu vận mệnh thuật có thể ứng phó hắn là được rồi. Bây giờ hắn tiểu vận mệnh thuật khoảng cách tầng thứ 2 chỉ có cách xa một bước, nhưng theo linh hồn chi lực đột phá, Tiêu Phàm nếu như liều mạng, trong vòng một ngày thi triển tiểu vận mệnh thuật số lần có thể đạt tới 3 lần. Một hơi về sau, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được hắc hổ quỷ vương trên người thiếu khoảng 3 phần 10. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không do dự, lần nữa thi triển tiểu vận mệnh thuật, lần này phạm vi bao phủ lại là rộng rất nhiều, tính cả mặt khác ba cái quỷ vương đều bao phủ ở bên trong. Hắc hổ quỷ vương đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Nhưng mặt khác ba cái quỷ vương lại không có vận tốt như vậy, tất cả đều bị tiểu vận mệnh thuật đánh trúng, trên người mệnh khí nhanh chóng giảm bớt. Không tốt, là tiểu vận mệnh thuật. Trong đó một cái quỷ vương kịp phản ứng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui,
vừa giận vừa sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu vận mệnh thuật, cuối cùng hai cái quỷ vương cũng là biến sắc, đạt tới bọn họ như vậy cấp độ, đã có rất ít bọn họ sợ hãi cổ pháp. Nhưng cái này tiểu vận mệnh thuật lại là một cái trong số đó, thậm chí có thể nói, tiểu vận mệnh thuật là khắc tinh của bọn hắn, dù cho bán bộ thánh tôn cảnh cũng không tránh thoát. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người lui lại, hai tay đánh ra từng đạo thủ quyết, muốn công phá cái kia trận pháp kết giới. Nhưng cái kia trận pháp kết giới cường độ lại vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, Tiêu Phàm bị pháp trận màn sáng phản chấn mà quay về. Tôn cấp trận pháp sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lấy hắn thực lực, ngược lại có thể phá mở thông thường tôn cấp trận pháp, có thể cần thời gian nhất định. Bất quá, cái kia bốn đại quỷ vương hiển nhiên là sẽ không cho hắn thời gian. Mà tiểu vận mệnh thuật lại không thể không hạn chế sử dụng, một khi cái này bốn đại quỷ vương lấy lại tinh thần, hắn nghĩ phải cứu túy ông liền càng thêm khó khăn. Tiêu Phàm đỏ thắm con ngươi lạnh lùng nhìn cái kia bốn đại quỷ vương một cái, sát khí ngập trời. Lấy một địch một, Tiêu Phàm không sợ bất luận cái gì quỷ vương, nhưng nếu là bốn chọi một, hắn không thể nào là đối thủ. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lách mình vọt thẳng vào cái kia trận pháp kết giới bên trong. Mặc dù không cách nào phá khai trận pháp, nhưng tiến vào trận pháp hắn lại có thể làm đến, bởi vì trận pháp này chỉ là đối nội không đối ngoại. Bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, nhưng bất kỳ người đều không thể đi ra. Diêm La, xa xa vô cửu quỷ vương thấy thế, cực tốc hướng về trận pháp kết giới lao đến. Vô cửu, người muốn làm trái thiên uyên quỷ chủ sao? Hắc hổ quỷ vương nhìn thấy vô cửu quỷ vương khí thế hùng hổ vào tới. Lập tức nhe răng trợn mắt uy hiếp nói. Vô cửu quỷ vương ngừng thân hình, trên mặt lộ ra lo lắng. Vừa rồi Tiêu Phàm đã chứng minh thân phận của hắn, nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, cái kia vạn thánh dược các truyền thừa vạn thánh dược điển liền phải biến mất. Hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà như thế lỗ mãng, cái kia trận pháp thế nhưng là Thanh Huyền lâu chủ đều không làm gì được, người một cái thánh đế cảnh hậu kỳ xông đi vào, lại có thể thế nào đây? Hắc hổ! Nể tình ta, tha cái kia Diêm La một mạng. Vô cửu quỷ vương hít sâu một cái nói. Tha cho hắn một mạng. Ngươi cảm thấy bổn vương sẽ tha một cái tu luyện tiểu vận mệnh thuật người sao? Hắc hổ cười lạnh không thôi, hướng về trong trận pháp Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, không sợ nói cho ngươi, tiểu tử này, chết chắc. Hắc hổ quỷ vương đã đối Tiêu Phàm đồng ý quyết giết, không vì cái gì khác, thật sự là Tiêu Phàm tiểu vận mệnh thuật thật là đáng sợ. Bọn họ mặc dù là bán bộ thánh tôn cảnh tu vi, nhưng vẫn như cũ e ngại loại này cổ pháp. Hiện tại, Tiêu Phàm chủ động xông vào bọn họ trận pháp kết giới bên trong, Hắc Hổ Quỷ Vương lại làm sao có thể bỏ qua hắn đây? Coi như Hắc Hổ Quỷ Vương không ghi hận Tiêu Phàm, mặt khác ba đại quỷ vương chẳng lẽ cũng không nhớ thù. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng tha thứ Tiêu Phàm, bọn họ vừa rồi thế nhưng là đều ăn rồi tiểu vận mệnh thuật thua thiệt. Vô cửu quỷ vương sắc mặt cũng biến thành khó coi dị thường lên, Tiêu Phàm chính là vạn thánh dược các người thừa kế, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm chết. Vô cửu, bổn vương khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, ngươi chậm chạp không chịu đối Thanh Huyền lâu chủ động tay, quỷ chủ đã có ý kiến. Hắc hổ liếc thấy thấu vô cửu quỷ vương tâm tư. Vô cửu quỷ vương trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, những cái này quỷ vương hắn đều không sợ, duy chỉ có thiên uyên quỷ chủ. Nhưng hắn phát ra từ linh hồn kiêng kỵ. Dù sao, đây chính là chân chính thánh tôn cảnh A, cửu địa ngục năm đại cao thủ một trong, hắn một cái bán bộ thánh tôn cảnh, lại tại sao có thể là đối thủ đây? Chỉ là, không động thủ, liền trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm đi chết sao? Vô cửu quỷ vương âm thầm lắc đầu, con ngươi lần nữa trở nên kiên định, nói, bất kể như thế nào, người này ta chắc chắn bảo vệ. Thanh Huyền lâu chủ an nguy hắn không quan tâm. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm chết. Vậy bản vương liền bồi ngươi chơi, bổn vương ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì cứu hắn. Hắc hổ quỷ vương cười âm hiểm một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến thành một đầu cao 10 trượng hắc sắc cự hổ. Hắc hổ miệng phun răng nanh, dữ tợn khủng bố, lệ khí trùng thiên, cách xa nhau vô số khoảng cách, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cuồng bạo tàn nhẫn chi khí, tựa như linh hồn không bị khống chế một dạng. Kim Long, ba người các ngươi tốc độ giết bọn hắn, ta tới chiếu cố vô cửu lão quỷ. Hắc hổ quỷ vương ngẩng đầu nhìn cách đó không xa trận pháp kết giới một cái,
một đôi đen nhánh mà hiện ra huyết tinh sáng bóng con ngươi nhìn về phía Vô Cửu Quỷ Vương. Vô Cửu Quỷ Vương sắc mặt trầm xuống, đã làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm không cố kỵ gì xông vào trận pháp màn sáng. Từ bên ngoài không cách nào phá vỡ trận pháp kết giới, hắn chỉ có thể từ trận pháp kết giới bên trong nghĩ biện pháp, mặt khác, ở trận pháp kết giới bên trong, hắn cũng miễn cho gặp bốn đại quỷ vương vây giết. Thế nhưng là, làm Tiêu Phàm bước vào trận pháp bên trong một sát na kia, một cỗ mạnh mẽ trói buộc chi lực trong nháy mắt bao phủ hắn, hắn chỉ cảm thấy thân thể nặng như vạn tấn, tựa như không nghe sai khiến một dạng. Thời không lực lượng, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nếu như là những lực lượng khác, hắn có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng thời không chi lực, Tiêu Phàm lại là không cố kỵ gì. Phải biết, lúc trước hắn vừa mới vượt qua thánh đế kiếp, chính là trong truyền thuyết thái cổ phá diệt kiếp A, ẩn chứa thời không chi lực, khủng bố tới cực điểm. Trận pháp này bên trong thời không lực lượng, cùng vậy chờ cấp độ công kích so sánh, hoàn toàn có thể không đáng kể. Bất quá, trừ bỏ thời không chi lực bên ngoài, còn có một loại cường đại hỏa diễm lực lượng, không ngừng thiêu đốt lấy hắn linh hồn. Ngọn lửa kia rất quỷ dị, vô ảnh vô hình, nhưng cũng đang không ngừng phần luyện trong cơ thể hắn lực lượng linh hồn, đối với Tiêu Phàm mà nói, đây mới là nguy hiểm nhất. Cứ tiếp như thế, không bao lâu, hắn linh hồn lực lượng cũng sẽ bị ma diệt hầu như không còn, đến lúc đó, chính hắn cũng không khả năng chống đối thời không chi lực nghiền ép. Tiêu Phàm tâm thần ở tu la truyền thừa bên trong tìm hồi lâu, rốt cuộc biết trận pháp này danh tự. Hồn hỏa tỏa không trận, Tiêu Phàm trong lòng đọc lên một cái tên cổ quái. Chỉ từ danh tự đến xem, trận pháp này cũng không làm sao, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, mấy chữ này chính là trước mắt trận pháp kết giới danh tự. Trận pháp trận nhãn, là một loại đáng sợ linh hồn chi hỏa, chuyên môn phần luyện linh hồn chi lực, trừ cái đó ra. Cái kia vô cùng cường đại thời không lực lượng cũng không thể khinh thường. Trận này khóa lại hư không, sẽ phong cấm lại không gian bên trong tất cả, hắn không gian nghiền áp chi lực, nhưng làm trong trận pháp địch nhân mài thành bột mịn. Không thể không nói, Thiên Uyên Quỷ Chủ vì ứng phó Thanh Huyền Lâu Chủ, cũng là bỏ ra đủ vốn liếng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trong đầu lại hiện lên mấy loại hồn hỏa tỏa không trận giải trừ phương pháp, chỉ bất quá hắn không có lập tức xuất thủ. Hiện tại, bọn họ bị vây ở cái này trận pháp kết giới bên trong ngược lại rất an toàn nhiều, một khi phá khai trận pháp, bốn đại quỷ vương bao vây mà lên, bọn họ chỉ có thể chết càng nhanh. Thà rằng như vậy, còn không bằng bị vây ở trận pháp bên trong. Chỉ là trận pháp này giống như ấm nước sôi hút lên, hiện tại còn không biết đau đớn, nhưng theo thời gian trôi qua, chờ muốn phản kháng thời điểm, liền cũng đã không có sức phản kháng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn đang là suy nghĩ lấy ứng đối phương pháp. Tiểu Hữu, người đi vào làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm đột ngột xuất hiện ở trận pháp bên trong, Hướng Nhất Phẩm đột nhiên cả kinh kêu lên, giọng nói kia, tựa như 10 điểm không nguyện ý Tiêu Phàm tiến vào một dạng. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có phản ứng Hướng Nhất Phẩm, mà là ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn bên người cách đó không xa hắc bào lão giả. Thân thể đều đang khẽ run lấy, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Lão sư, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiêu Phàm lệ nóng doanh tròng, mấy chục năm, túy ông chết, một mực là trong lòng của hắn không qua được chặt. Bây giờ nhìn thấy túy ông phục sinh, dù cho cũng không phải đúng nghĩa phục sinh, có thể cái này vẫn như cũ để Tiêu Phàm kích động không thôi. Thanh Huyền Lâu Chủ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không khỏi nhíu mày, nói tiểu hữu, ngươi nhận lầm người. Lão hủ cũng không phải lão sư của ngươi. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, cũng không có phản bác, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, nói, nơi này bên cạnh là U Minh Thánh Thủy, ngươi chỉ cần uống xong hắn, liền có thể khôi phục tất cả ký ức. Dứt lời, Tiêu Phàm cầm bình ngọc hướng về Thanh Huyền Lâu Chủ đến gần. Thanh Huyền Lâu Chủ hơi nhíu mày, phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên, hắn vẫn như cũ chưa tin tưởng Tiêu Phàm, dù sao. Đây vẫn chỉ là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá, chỉ cần Thanh Huyền Lâu Chủ uống xong U Minh Thánh Thủy, đến lúc đó tự nhiên là sẽ biết mình là ai. Ngươi đừng tới, nhưng mà lúc này, Hướng Nhất Phẩm đột nhiên hét lớn một tiếng, chính hắn chậm rãi hướng về Thanh Huyền Lâu Chủ vị trí tới gần. Lâu Chủ, chính là hắn, người này cùng bốn đại quỷ vương bọn họ là cùng một bọn, hắn cố ý đến ta Thanh Huyền Tử Lâu tìm phiền toái,
hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, cái này mới có cơ hội để bốn đại quỷ vương xuất thủ. Hướng Nhất Phẩm tỉnh tỉnh hữu điều phân tích nói, một bên chậm rãi tới gần Thanh Huyền Lâu Chủ. Thanh Huyền Lâu Chủ ánh mắt chớp lên, xem như chấp nhận Hướng Nhất Phẩm lời giải thích. Phốc phốc, nhưng mà cũng đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một vệt sáng bỗng nhiên từ phía sau đâm về phía Thanh Huyền Lâu Chủ giữa lưng. Đạo kia lưu quang không đặc biệt, chính là tới gần Thanh Huyền Lâu Chủ Hướng Nhất Phẩm, hắn kiếm trong tay nở rộ quang mang. Hướng Nhất Phẩm, ngươi dám! Tiêu Phàm thấy thế, không chút do dự giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Hướng Nhất Phẩm vậy mà lại đột nhiên phản chiến, đánh lén Thanh Huyền Lâu Chủ. Một sát na này, Tiêu Phàm bộc phát ra toàn bộ lực lượng tránh thoát thời không lực lượng trói buộc, lách mình hướng về Hướng Nhất Phẩm đánh tới. Tiêu Phàm có thể không nhìn trận pháp này bên trong thời không chi lực, có thể cũng không đại biểu Thanh Huyền Lâu Chủ cũng không xem thời không chi lực a. Ngược lại là Hướng Nhất Phẩm, hắn căn bản không có bị trói lại ý tứ, ở nơi này trận pháp bên trong, hắn lại có thể hành động tự do. Hơn nữa, hắn loại này hành động tự do, cũng không phải là cùng Tiêu Phàm đồng dạng, bởi vì bản thân nắm giữ thời không chi lực mới có thể không nhìn cái này thời không trói buộc lực lượng, mà là nơi này thời không chi lực, căn bản cũng không có nhằm vào hắn. Giải thích duy nhất chính là, Hướng Nhất Phẩm đã sớm phản bội Thanh Huyền trưởng lão. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, tốc độ so bình thường thánh đế cảnh đỉnh phong nhanh hơn gấp một. Đáng tiếc, lấy hắn tốc độ như vậy, cũng vẻn vẹn đem Thanh Huyền Lâu Chủ ngăn ở phía sau, lại cũng chưa kịp xuất thủ công kích Hướng Nhất Phẩm. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tất cả lực lượng tất cả đều chuyển hóa thành tốc độ, hắn chỉ muốn ngăn lại Hướng Nhất Phẩm, cứu Thanh Huyền Lâu Chủ. Phốc phốc, một tiếng vang giòn. Hướng Nhất Phẩm kiếm trong tay bỗng nhiên chui vào Tiêu Phàm trong ngực, dù cho Tiêu Phàm có được công kích linh hồn miễn dịch năng lực, nhưng là chỉ có thể giảm bớt một nửa tổn thương mà thôi. Hắn thương tổn của hắn tác dụng ở trên người hắn, cũng xa xa không phải hắn có thể thừa nhận được, dù sao, linh hồn chi thể vốn chính là yếu ớt. Giờ khắc này, Tiêu Phàm gặp trước đó chưa từng có trọng thương. Tu La Đại Thế Giới, Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, kích ra lực lượng toàn thân. Dốc hết toàn lực thi triển ra 3.000 thế giới đệ ngũ trọng, cũng là hắn bản thân lĩnh ngộ mạnh nhất cổ pháp. Chỉ thấy một cái hắc bạch vòng xoáy từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra, cực tốc hướng về bốn phía khuếch tán, Hướng Nhất Phẩm quả quyết hướng về nơi xa thối lui, vẫn như trước bị vòng xoáy màu đen đánh trúng, nửa người bạo tán mà ra. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có giết hắn, chỉ là chấn thương hắn mà thôi. Tiêu Phàm nửa quỳ tại nguyên chỗ. Hắn linh hồn chi thể như ẩn như hiện, trên người vòng quanh từng tia linh hồn sương mù, tựa như tùy thời có thể tiêu tán một dạng. Đã nhận lấy thánh đế cảnh đỉnh phong một đòn, nếu như những người khác, đoán chừng đã sớm chết. Tiêu Phàm linh hồn cường độ coi như 10 điểm cứng cỏi, mạnh mẽ chĩa vào một kích này, chỉ là, hắn đã cơ hồ đánh mất năng lực chiến đấu. Hướng thúc thúc, ngươi làm sao? Ngoại giới, Túy Tam kiếm kinh ngạc nhìn Hướng Nhất Phẩm, hắn không thể tin được. Hướng Nhất Phẩm vậy mà lại hướng Thanh Huyền Lâu Chủ xuất thủ. Kinh ngạc hơn thì còn lại là Thanh Huyền Lâu Chủ, hắn chật vật xoay người nhìn về phía sau lưng Tiêu Phàm. Vừa mới một sát na kia, hắn biết rõ Hướng Nhất Phẩm ra tay với hắn, nhưng hắn bị thời không chi lực trói buộc, căn bản không có sức hoàn thủ. Nguyên bản hắn đã làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bản thân lại bị cái này người trẻ tuổi xa lạ cứu giúp. Giờ khắc này, Thanh Huyền Lâu Chủ lại cũng không có hoài nghi Tiêu Phàm. Nếu như hắn muốn giết bản thân, thậm chí dùng giả U Minh Thánh Thủy đến độc hại bản thân, cần gì phải cứu mình đây? Tiểu Hữu, ngươi, lão hủ không nên hoài nghi ngươi. Thanh Huyền Lâu Chủ xin lỗi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ áy náy. Phàm Nhi không trách lão sư, Tiêu Phàm cười lắc đầu, hắn cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Cũng lấy ra một cái bình ngọc hướng bản thân trong miệng rót vào. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong mộng huyễn thần tủy, hắn sở dĩ dám không muốn sống đi cứu Thanh Huyền Lâu Chủ, trừ bỏ thực không nghĩ Thanh Huyền Lâu Chủ tử vong bên ngoài, chỗ dựa lớn nhất chính là lúc trước hắn đấu giá lấy được mộng huyễn thần tủy. Một giọt mộng huyễn thần tủy nhập thể, Tiêu Phàm thương thế khôi phục nhanh chóng hoàn toàn. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận,
cái này mộng huyễn thần tủy trị liệu linh hồn thương thế hiệu quả, xa xa không phải U Minh Thánh Thủy có thể so sánh. Mộng huyễn thần tủy, nơi xa, Hướng Nhất Phẩm kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đôi mắt hiện lên nồng nặc vẻ ghen ghét. Đây chính là mộng huyễn thần tủy a, một giọt liền có thể để linh hồn thương thế khỏi hẳn, biết bao chân quý, người trẻ tuổi này trong tay vậy mà liền có. Bất quá vạn ma chàng chủ đám người lại là biết rõ, Tiêu Phàm cái này mộng huyễn thần tủy, đúng là hắn vài ngày trước ở vạn ma phòng đấu giá thượng phách bán xuống. Thanh Huyền Lâu chủ kiến đến Tiêu Phàm thương thế khôi phục, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói tiểu hữu, lão hủ đem hết toàn lực phá mở trận này, ngươi không cần phải để ý đến ta, mau chóng rời đi. Ngươi có thể phá ra trận này. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Huyền Lâu chủ. Phải biết, cái này hồn hỏa tỏa không trận trận pháp thế nhưng là tôn cấp trận pháp a, nếu như Thanh Huyền Lâu chủ là một cái trận pháp đại sư, Tiêu Phàm có lẽ sẽ tin tưởng hắn có thể phá mở. Nhưng Thanh Huyền Lâu chủ không phải trận pháp đại sư a, hay là nói, hắn cũng không phải là của mình lão sư. Hoặc là, hắn thực lực, đầy đủ dùng man lực phá mở trận này, chỉ là hắn cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Ta có thể thử xem, bất quá nhiều nhất ngăn chặn bọn họ 10 hơi thời gian, có thể hay không đào tẩu, liền nhìn vận mệnh của ngươi, hy vọng không muốn liên lụy tiểu hữu. Thanh Huyền Lâu chủ trịnh trọng gật đầu. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, chờ chút đem nó nuốt vào. Tiêu Phàm tiện tay vứt cho Thanh Huyền Lâu chủ một cái bình ngọc. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, cái này hồn hỏa tỏa không trận, thời không chi lực đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ. Ngược lại là cái kia hồn hỏa 10 điểm hung hiểm. Thanh Huyền Lâu chủ nắm bình ngọc, cuối cùng gật đầu một cái, hắn còn tưởng rằng bình ngọc này bên trong chứa là U Minh Thánh Thủy đây. Chỉ một thoáng, Thanh Huyền Lâu chủ khí thế trên người bỗng bắt đầu tăng vọt, cả người hóa thành một chuôi huyết sắc tuyệt thế thần kiếm, tản ra đâm xuyên thiên vũ khủng bố kiếm mang. Hình kiếm linh hồn, Tiêu Phàm kinh ngạc Thanh Huyền Lâu chủ biến thành hình kiếm linh hồn, vậy mà cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Không tốt, hắn muốn thi triển linh hồn thiên phú. Ngoại giới, Hắc Hổ Quỷ Vương đột nhiên sợ hãi hét lớn. Những người khác cũng kinh hãi không thôi, bọn họ tựa như đều biết Thanh Huyền Lâu chủ linh hồn thiên phú là cái gì. Chỉ có Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được Thanh Huyền Lâu chủ linh hồn chi lực đáng sợ, dù cho kiếm mang kia không có cố ý nhằm vào hắn, Tiêu Phàm cũng cảm thấy đau nhói vô cùng. Hắn vừa lui lại lui. Có thể loại lực lượng kia lại không giảm mảy may. Ổn định trận pháp, hắn thi triển linh hồn thiên phú, sẽ suy yếu một giờ, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xa xa Kim Long Quỷ Vương hét lớn. Mặt khác ba đại quỷ vương khẽ cắn môi, đứng tại chỗ bất động, chỉ vì ổn định trận pháp. Nhưng Vô Cửu Quỷ Vương lại sớm đã không đếm xỉa đến, kinh khủng sát khí tập trung vào Hắc Hổ Quỷ Vương, không cho hắn toàn lực khống chế trận pháp áp chế Thanh Huyền Lâu chủ. Không thù, quỷ chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Hổ Quỷ Vương tức giận gầm thét. Ta chỉ là vì cứu Diêm La, quỷ vương cũng không trách ta. Vô Cửu Quỷ Vương khuôn mặt âm lãnh, xuất thủ cực kỳ quyết đoán cùng lăng lệ. Hoa nở thế giới, vạn trọng kiếm liên. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Thanh Huyền Lâu chủ 10 điểm bình thản thanh âm vang lên. Theo lời nói này rơi xuống, Thanh Huyền Lâu chủ chung quanh, đột nhiên chán phóng từng đóa kiếm liên. Giống như một mảnh kiếm liên biển hoa, nhất trọng chồng lên nhất trọng, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nhìn kỹ, dường như thấy được vô số kiếm khí tại hư không bắn ra, lộ ra một cỗ tuyệt thế phong duệ chi khí. Những nơi đi qua, hư không nhao nhao vỡ nát, hóa thành từng mảnh lỗ đen, loại kia thời không trói buộc chi lực, đều biến mất hết không còn. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, bất quá quỷ dị chính là... Tất cả kiếm liên đều xảo diệu vòng qua hắn, hướng về bốn phía bập bềnh đi. Hắn si ngốc nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm. Ước vạn kiếm liên đồng thời nở rộ, đáng sợ hung uy, hư không hoàn toàn không chịu nổi, bỗng nhiên nổ tung, tản mát ra một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Cái kia hồn hỏa tỏa không trận ở vô số kiếm liên trùng kích vào, trận pháp kết giới rốt cục không chịu nổi cỗ này đáng sợ sức công kích, cuối cùng nổ tung lên. Nhưng mà cái kia vô số kiếm liên vẫn không có đình chỉ, tiếp tục hướng về tứ phương bắn ra, đứng mũi chịu sào đúng là ba đại quỷ vương. Ngược lại là Hắc Hổ Quỷ Vương bởi vì bị Vô Cửu Quỷ Vương cuốn lấy, may mắn tránh thoát một kiếp.
nhưng mặt khác ba đại quỷ vương lại chẳng tốt đẹp gì, nhao nhao bị chấn động đến thân hình run rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá, không hổ là quỷ vương, lấy bọn họ bán bộ thánh tôn cảnh thực lực, chỉ một lát sau liền ổn định thân hình. Nhanh, giết hắn, hắc hổ quỷ vương nhìn thấy trận pháp kết giới bị phá ra, không khỏi hét lớn không thôi. Hiện tại thế nhưng là Thanh Huyền lâu chủ suy yếu nhất thời điểm, lúc này không giết hắn, chờ đến khi nào? Kim Long quỷ vương, Thanh Long quỷ vương cùng Ma Đao quỷ vương chỗ nào cần hắc hổ quỷ vương nhắc nhở, bọn họ đã sớm hóa thành một đầu hoàng kim cự long, một đầu ngọn lửa màu xanh lang vương, cùng một chuôi ngập trời ma đao thẳng hướng Thanh Huyền lâu chủ. Mặc dù Thanh Huyền lâu chủ hư nhược thời điểm, căn bản không cần ba người bọn họ đồng thời động thủ, nhưng bọn hắn đã làm xong sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực chuẩn bị. Nếu như không giết chết Thanh Huyền lâu chủ, lấy Thanh Huyền lâu chủ năng lực, bọn họ về sau tuyệt đối không có cái gì ngày sống dễ chịu. Phải biết, bọn họ đã từng thế nhưng là được chứng kiến Thanh Huyền lâu chủ thực lực khủng bố. Dừng tay, vô cửu quỷ vương tức giận gào thét, đem hết toàn lực muốn đánh bay hắc hổ quỷ vương, có thể hắc hổ quỷ vương lại là gắt gao cuốn lấy hắn, nhưng hắn căn bản liền thoát thân không ra. Hắn dư quang, thời khắc chú ý đến phiến kia trong hắc động, Thanh Huyền lâu chủ an nguy kỳ thật hắn cũng không lo lắng, hắn lo lắng chính là Tiêu Phàm an nguy. Trong hắc động, Tiêu Phàm đứng lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Thanh Huyền lâu chủ, hắn vẫn như cũ còn đắm chìm trong vừa rồi đáng sợ kia năng lực thiên phú. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sư phụ của mình linh hồn thiên phú vậy mà như thế cường đại. Chẳng lẽ, cái này thực không phải là của mình lão sư túy ông? Một sát na này, Tiêu Phàm đối với mình cảm giác sinh ra chút hoài nghi. Thanh Huyền lâu chủ sắc mặt trắng bệch, thân hình suy yếu tới cực điểm, tựa như tùy thời có thể tan thành mây khói. Bất quá, hắn vẫn là nghe Tiêu Phàm mà nói, lấy ra Tiêu Phàm cho hắn cái kia bình ngọc, ngay sau đó đem trong bình ngọc đồ vật một ngụm nuốt xuống. Sau một khắc, Thanh Huyền lâu chủ trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói, tiểu hữu, ta thiếu ngươi hai cái mạng. Lần thứ nhất, là Tiêu Phàm từ hướng nhất phẩm trong tay cứu hắn một mạng, hắn tự nhiên thiếu Tiêu Phàm một cái mạng. Lần thứ hai ngay tại lúc này, cái kia hư nhược linh hồn chi thể, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng tụ, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt hết sức, nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Thanh Huyền lâu chủ nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm cho hắn dĩ nhiên là mộng huyễn thần thủy, mà không phải u minh thánh thủy. Ngươi chính là trước giải quyết mấy đầu nào xú trùng a? Tiêu Phàm lơ đễnh khoát khoát tay. Hắn đã cảm nhận được ba cỗ cường đại khí tức hướng về bọn họ đánh tới, hiển nhiên chính là trong đó ba đại quỷ vương, nếu như không giải quyết ba cái này lớn quỷ vương, hai người bọn họ đều phải nằm tại chỗ này. Ngươi trước rời đi, nơi này giao cho ta. Thanh Huyền lâu chủ gật gật đầu, trên mặt tràn đầy một loại khó mà nói rõ tự tin. Tiêu Phàm gật gật đầu, chân đạp nghịch long đăng thiên bộ biến mất ở trong hắc động, mà Thanh Huyền lâu chủ lại là tay mang theo một chuôi thanh đồng kiếm, hướng về ba đại quỷ vương vị trí đánh tới. Trong chớp mắt, nơi đó bị vô cùng vô tận hư vô loạn lưu bổ sung, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy bên trong tất cả. Tiêu Phàm chỉ có thể vì Thanh Huyền lâu chủ cầu nguyện, vô luận hắn là không phải là của mình lão sư túy ông, Tiêu Phàm cũng không nghĩ hắn chết ở chỗ này. Thở sâu, Tiêu Phàm dậm chân rời đi lỗ đen vị trí phạm vi, lập tức bại lộ ở trong mắt những người khác. Hắn còn chưa có chết, đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Diêm La, bên này, vô cửu quỷ vương kêu to, hướng về Tiêu Phàm vẫy tay, đối với hắn mà nói, chỉ cần Tiêu Phàm không chết, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không hề rời đi, mà là lạnh lùng quét mắt đám người chung quanh, lúc này, đột nhiên ánh mắt rơi vào một đạo hết sức yếu ớt thân ảnh phía trên. Thân ảnh kia, chính lặng lẽ lùi về đám người, muốn sấn loạn rời đi. Hướng nhất phẩm, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên hướng về đám người phóng đi. Hắn rất khó chịu hướng nhất phẩm cách làm, vậy mà làm cái này bẩn thỉu hoạt động, nếu như không phải hắn, Thanh Huyền lâu chủ đã chết. Cho dù là đối thiên âm quỷ tướng cùng xích ma thành chủ, Tiêu Phàm cũng không có tức giận như thế qua. Đám người nào dám gây Tiêu Phàm tên sát tinh này, nhao nhao hướng về bốn phía bay đi, chủ động nhường ra một con đường, hướng nhất phẩm thân hình trong nháy mắt lộ ra ngoài. Hắn tự biết nghĩ dễ dàng như vậy đào tẩu,
cũng là không thể nào, chỉ có thể nhắm mắt lại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bản đế bị chút vết thương nhẹ, không thể giết ngươi. Hướng Nhất Phẩm mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, trong giọng nói đều là sự uy hiếp mạnh mẽ ý tứ. Trước đó cái kia Xích Ma Thành Chủ cũng là nói như vậy, đúng rồi, còn có Thiên Âm Quỷ Tướng cùng Vạn Ma Thành Chủ, bất quá bây giờ, bọn họ đều không thấy. Tiêu Phàm cười lạnh nói, cũng không có lập tức xuất thủ. Hướng Nhất Phẩm sắc mặt biến hóa, hắn làm sao nghe không ra Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ đây, chẳng lẽ Thiên Âm Quỷ Tướng bọn họ thực bị tiểu tử này giết hay sao? Tiểu tử, người đừng hù ta, người có bản lãnh đi lên thử xem. Hướng Nhất Phẩm mắt lộ ra hung quang, tay cầm trường kiếm hướng về Tiêu Phàm, giống như một đầu dã thú bị thương. Tiêu Phàm từng bước một hướng về Hướng Nhất Phẩm đi đến, dạng người này, nếu như cứ như vậy giết hắn, vậy cũng nhường hắn quá dễ dàng. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Hướng Nhất Phẩm đã là một người chết, nhưng là, hắn lại không nghĩ nhường hắn thống khoái như vậy chết đi. Không biết, Thái Cổ Thần Giới Vạn La Đế Vực hướng ra, cùng ngươi có quan hệ gì? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Hướng Nhất Phẩm nói. Hướng Nhất Phẩm con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nói, ngươi biết ta hướng ra. Làm sao không biết, Vạn La Đế Vực vẫn là ta diệt đây. Tiêu Phàm nghiêm túc gật đầu. Liền tựa như cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện, chỉ là ta không nghĩ tới, Hướng ra đều là giống nhau mặt hàng, ưa thích từ người khác phía sau đâm đao, về phần Hướng ra, về sau ta cũng sẽ diệt hết. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Hướng Nhất Phẩm vậy mà cũng là Hướng ra người, trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cùng Hướng ra thiên sinh chính là cửu nhân sao? Chính mình cũng rời xa Thái Cổ Thần Giới, đi tới cửu u địa ngục, lại còn có thể đụng tới Hướng ra người. Ngươi, Hướng Nhất Phẩm sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Hướng Nhất Phẩm bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm lao đến, hắn biết rõ, hôm nay cùng Tiêu Phàm tầm đó, không phải ngươi chết chính là ta vong. Hướng huynh muốn trừ gian diệt ác, tại sao không gọi lên ta đây? Lão hủ người này, cũng thích nhất làm việc tốt, cũng đúng lúc này, đám người trong khắp ngõ ngách, đột nhiên truyền đến hai đạo âm lãnh thanh âm. Đám người quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy hai đạo bóng người như ánh sáng xông ra, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thiên Âm Quỷ Tướng, Vạn Ma Chàng Chủ, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này, Thiên Âm Quỷ Tướng đi ra ứng phó bản thân, đổ vào trong dự liệu của hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Vạn Ma Chàng Chủ vậy mà cũng biết xuất thủ. Chẳng lẽ hắn không thấy được Vô Cửu Quỷ Vương đều đang trợ giúp bản thân sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, trước đó Vạn Ma Chàng Chủ nhưng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết a, hiện tại hắn cùng Vô Cửu Quỷ Vương leo lên quan hệ, Vô Cửu Quỷ Vương có thể buông tha hắn mới là lạ chứ. Dứt khoát Vạn Ma Chàng Chủ đứng ở Vô Cửu Quỷ Vương đối lập mặt, tất nhiên ngươi Vô Cửu Quỷ Vương không muốn để cho hắn chết, vậy ta liền hết lần này tới lần khác muốn giết chết hắn. Đồ hỗn trướng, ngươi làm gì? Xa xa Vô Cửu Quỷ Vương nhìn thấy Vạn Ma Chàng Chủ vậy mà nhảy ra ứng phó Tiêu Phàm, không khỏi tức giận không thôi. Vô Cửu Quỷ Vương, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đạo lý đơn giản như vậy ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vạn Ma Chàng Chủ cười giận dữ nói, liền Thiên Uyên Quỷ Chủ mệnh lệnh ngươi đều dám vi phạm, ngươi nhất định chính là muốn chết. Vạn Ma Chàng Chủ lời nói đại nghĩa lẫm nhiên, đây cũng là Vạn Ma Chàng Chủ nội tâm ý nghĩ. Sau ngày hôm nay, người Vô Cửu Quỷ Vương chắc chắn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn chỉ là Vô Cửu Quỷ Vương một cái thuộc hạ, lại làm sao có thể có gì tốt kết cục. Nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như vậy phản loạn Vô Cửu Quỷ Vương, xa xa bốn đại quỷ vương thế nhưng là nhìn ở trong mắt, Thiên Uyên Quỷ Chủ cũng chưa chắc lại đối phó bản thân a. Ngươi muốn chết, Vô Cửu Quỷ Vương sát khí ngập trời, công kích càng điên cuồng lên lên. Vô Cửu, ngươi làm gì? Hắc Hổ Quỷ Vương kêu to, hắn thực lực cùng Vô Cửu Quỷ Vương tương đương nhau, nhưng ai để Vô Cửu Quỷ Vương liều mạng như vậy đây? Cái gọi là xứng sở sợ hoành, hoành sợ liều mạng, Hắc Hổ Quỷ Vương không dám toàn lực ứng phó, ở đâu là liều mạng Vô Cửu Quỷ Vương đối thủ? Lại nói Thiên Âm Quỷ Tướng cùng Vạn Ma Chàng Chủ vây quanh Tiêu Phàm, hai người trên mặt lộ ra sâm lãnh thiếu dung. Diêm La đúng không, ngươi cho rằng leo lên Vô Cửu Quỷ Vương, liền có thể hoành hành không sợ. Thiên Âm Quỷ Tướng lá gan lại lớn rất nhiều. Tiêu Phàm lấy lực lượng một người giết Xích Ma Thành Chủ,
thực lực không tệ, một mình hắn chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hôm nay bọn họ thế nhưng là ba người vây công Tiêu Phàm, cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Thiên Âm Quỷ Tướng tựa như đã thấy Tiêu Phàm biểu tình sợ hãi bộ dáng, nhưng mà nhất định nhường hắn thất vọng rồi. Chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhàn nhạt nhìn xem nhô ra Thiên Âm Quỷ Tướng cùng Vạn Ma Chàng Chủ, nói, nguyên bản ta còn chuẩn bị đi tìm các ngươi đây, không nghĩ tới chính các ngươi tới chịu chết, cũng tốt, tiết kiệm phiền toái. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, lấy ngươi lực lượng một người, có thể là chúng ta ba người đối thủ? Vạn Ma Chàng Chủ 10 điểm khinh thường. Thử xem chẳng phải sẽ biết, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nụ cười kia, nhìn qua 10 điểm tà dị, để cho người ta nhìn không được dùng mình một cái. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bỗng nhiên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hư không một đạo kiếm khí màu xám bỗng nở rộ, bay thẳng Vạn Ma Chàng Chủ đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, Vạn Ma Chàng Chủ sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại đầu tiên ứng phó hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối. Bất quá, hắn chung quy là thánh đế cảnh cường giả tối đỉnh, tâm tính coi như kiên định, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, lấy ra một khối hình vuông vật thể hướng về Tiêu Phàm rơi đập đi. Hình vuông vật thể phi ra, tại hư không không ngừng biến lớn, thời gian trong nháy mắt biến thành một tòa núi cao lớn nhỏ, toàn thân đan xen cuồn cuộn lôi điện chi lực. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi, trong nháy mắt bị cái này lôi điện phong bế, kinh khủng lôi điện hung mãnh phá hủy bên trong vùng không gian này tất cả. Chấn lôi ấn, tiểu tử kia sợ là phiền toái, cái này chấn lôi ấn đối linh hồn chi thể thế nhưng là có cực mạnh tác dụng khắc chế a, cho dù là cùng giai tu sĩ, đều sẽ bị chấn lôi ấn ép tới gắt gao. Ai bảo hắn như vậy phách lối đây, chết cũng xứng đáng. Không nghĩ tới chấn lôi ấn liền rơi vào Vạn Ma Chàng Chủ trong tay. Lão gia hỏa này thật đúng là thâm tàng bất lộ a, nếu không phải Vạn bất đắc dĩ, hắn hiện tại đoán chừng còn sẽ không bại lộ chấn lôi ấn. Đúng vậy a, truyền văn đỉnh phong thời kỳ, có người ở thánh đế cảnh đỉnh phong, đánh giết bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, chấn lôi ấn uy lực có thể nghĩ. Đám người có người kinh hô mà ra, nhận ra Vạn Ma Chàng Chủ trong tay chấn lôi ấn lai lịch. Rất nhiều người biết rõ chấn lôi ấn uy lực tu sĩ. Càng là cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, chấn này lôi ấn thế nhưng là liền bán bộ thánh tôn cảnh đều có thể đánh giết. Tiêu Phàm một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại có thể chống đối chấn lôi ấn chi uy. Có thể chết ở chấn lôi ấn phía dưới, người cũng đáng giá. Vạn Ma Chàng Chủ cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Phàm nửa ngày không có phản ứng, Vạn Ma Chàng Chủ cho rằng Tiêu Phàm đã chết. Có đúng không, nhưng mà, cũng đúng lúc này. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Vạn Ma Chàng Chủ sau lưng truyền đến, ngay sau đó, một cỗ cảm giác tử vong bao phủ toàn thân hắn. Tu La Đại Thế Giới, quát khẽ một tiếng ở Vạn Ma Chàng Chủ bên tai vang lên, trong phút chốc, hai màu trắng đen vòng xoáy trong nháy mắt bao phủ hắn, đem hắn nuốt sống xuống dưới. Cỗ lực lượng kia, Vạn Ma Chàng Chủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chết! Cũng liền ở Vạn Ma Chàng Chủ sắp bị Tu La Đại Thế Giới cắn nuốt thời điểm, Thiên Âm Quỷ Tướng cùng hướng nhất phẩm lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, kinh khủng công kích hung mãnh giáng lâm. Tiêu Phàm không dám niệm chiến, hắn không có trong nháy mắt nuốt giết Vạn Ma Chàng Chủ, liền mang ý nghĩa hắn đã thất bại. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về phía sau, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, có thể nghĩ tốc độ của hắn nhanh chóng. Lĩnh ngộ nghịch long đăng thiên bộ đệ nhị trọng hắn, bây giờ tốc độ là bản thân lúc bình thường 4 lần, so đại bộ phận thánh đế cảnh đỉnh phong đều muốn nhanh rất nhiều. Nguy hiểm thật, Vạn Ma Chàng Chủ ngụm lớn thở phì phò, sắc mặt trắng bệch hết sức. Mặc dù Tiêu Phàm không thể nuốt giết hắn, nhưng là cho hắn tạo thành trọng đại bị thương, khiến cho của hắn linh hồn lực lượng có chút bất ổn, có thể phát huy ra uy lực không đến 8 thành. Cẩn thận hắn cổ pháp công kích. Hướng nhất phẩm nói một cách vô cùng trịnh trọng, Tiêu Phàm Tu La Đại Thế Giới, cũng triệt để chấn nhiếp đến hắn. Chỉ cần cẩn thận một điểm, né tránh vừa rồi cái kia cổ pháp cùng tiểu vận mệnh thuật công kích, hắn sớm muộn sẽ chết ở trong tay chúng ta. Thiên Âm Quỷ Tướng tự tin vô cùng nói. Hắn thấy, Tiêu Phàm có thể tu luyện hai loại cổ pháp, đã 10 điểm nghịch thiên, không có khả năng lại tu luyện đưa ra hắn cường đại cổ pháp. Trên thực tế cũng là như thế. Tiêu Phàm cường đại nhất hai loại cổ pháp, chính là hai loại, bất quá,
cũng không đại biểu Tiêu Phàm mặt khác cổ pháp uy lực không thế nào. Mấy tức về sau, Thiên Âm Quỷ Tướng ba người nhìn nhau, ngay sau đó đồng thời hướng về Tiêu Phàm công tới, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Tiểu vận mệnh thuật, mắt thấy ba người sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm một tiếng hét to, cái này nhưng làm ba người dọa cho phát sợ, ba người không chút do dự hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, khinh bỉ nhìn xem mấy người, cười nói, dọa các ngươi một chút mà thôi, đừng khẩn trương như vậy. Hỗn trướng, vạn ma chàng chủ tức giận không thôi, ba người sắc mặt mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ đường đường thánh đế cảnh đỉnh phong, lại bị đối phương một câu dọa cho lui, cái này cũng thật mất thể diện. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là không nói gì, chỉ là ngoạn vị hướng về phía ba người ngoắc ngón tay. Tiêu Phàm cử động, rất có khiêu khích ý vị. Thiên Âm Quỷ Tướng ba người, một lần lại một lần nói với chính mình, không nên bị khích tướng, vẫn như trước chịu đựng không nổi, lần nữa xông tới. Tiểu vận mệnh thuật, mắt thấy ba người sắp tới gần Tiêu Phàm lại là lạnh như băng phun ra một câu. Bất quá một lần này, Thiên Âm Quỷ Tướng ba người cũng không lui lại, chỉ là ngừng thân hình mà thôi. Chết đi, vạn ma chàng chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay chấn lôi ấn hung hăng rơi đập mà xuống. Hắn không biết Tiêu Phàm trước đó là như thế nào tránh thoát chấn lôi ấn công kích, có lẽ là tốc độ của hắn quá nhanh, nhưng bây giờ cách gần như vậy, muốn tránh thoát chấn lôi ấn đánh giết, cơ bản là không thể nào. Phải biết, chấn lôi ấn thế nhưng là phong cấm phương viên hơn 10 dặm không gian, bên trong tất cả, đều sẽ bị kinh khủng lôi điện hủy diệt hầu như không còn. Vạn ma chàng chủ tựa như đã gặp được Tiêu Phàm bị vô tận lôi điện nuốt mất một màn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm chân chính bị lôi điện nuốt mất thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm mặc cho cái kia cuồn cuộn lôi điện xuyên qua thân thể, có thể hắn linh hồn chi thể lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nếu như tử tế quan sát, sẽ thấy Tiêu Phàm quanh thân, lờ mờ hiện lên một đạo bạch sắc lôi điện quang mang, giống như một kiện áo ngoài, khoác ở trên người hắn. Tất cả lôi điện chi lực, tất cả đều bị cái này lôi điện màn sáng chống đối bên ngoài. Cái này lôi phạt thánh thể, vẫn có chút chỗ dùng nha. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Lôi phạt thánh thể, là hắn từ tử như huyết chỗ nào hố đến cổ thuật, nói là cổ thuật, nó nhưng lại có được cổ pháp đặc tính. Một khi tu luyện, nhục thân có thể khống chế lôi điện chi lực không nói, liền hắn linh hồn bản thể, đối lôi điện chi lực, cũng có cường đại miễn dịch năng lực. Đây cũng là Tiêu Phàm trước đó không sợ chấn lôi ấn, xuất hiện ở vạn ma chàng chủ bên người công kích hắn nguyên nhân. Làm sao có thể, vạn ma chàng chủ kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Không chỉ hắn không tin, đám người chung quanh cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hung danh hiển hách chấn lôi ấn A, nó không phải chuyên khắc linh hồn chi thể sao, làm sao giờ phút này lại bị linh hồn chi thể cho khắc chế. Tu La đại thế giới. Không đợi vạn ma chàng chủ lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm thi triển cực tốc đi tới trước người hắn, lần nữa thi triển ra 3000 thế giới đệ ngũ trọng. Lần này có chú tâm chuẩn bị, Tiêu Phàm trực tiếp nhất tâm nhị dụng, một bên thi triển 3000 thế giới, một bên thi triển hỗn độn trảm thiên kiếm. Vạn ma chàng chủ sớm đã biết rõ Tiêu Phàm tu La đại thế giới cường đại, cũng không có ngạnh bính, mà là trước tiên hướng phía sau bỏ chạy, muốn chạy ra vòng xoáy. Chờ đợi Thiên Âm Quỷ Tướng cùng hướng nhất phẩm cứu viện. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong tay Tu La kiếm kéo một cái kiếm hoa, một kiếm xuyên qua vạn ma chàng chủ ngực. Phốc suy một tiếng, Tu La kiếm dùng sức nhấc một cái, vạn ma chàng chủ thân thể một phân thành hai, ngay sau đó bị vô số kiếm khí cho xuyên thủng, hóa thành một trận sương mù lượn lờ tại hư không. Đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Tiểu tử này nhìn qua bình thản không có gì lạ, làm sao xuất thủ như thế tấn mãnh quyết đoán, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn. Đây chính là vạn ma chàng chủ A, lại bị hắn một kiếm tiêu diệt. Vì sao luôn luôn ta? Một đạo tức giận tiếng gào thét vang lên, lại là cái kia quấn sương mù lượn quanh, đột nhiên lần nữa ngưng tụ thành vạn ma chàng chủ bộ dáng. Giờ phút này, hắn bộ dáng 10 điểm chật vật, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Đỏ thắm trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc. Hắn cùng với Thiên Âm Quỷ Tướng là cùng một chỗ nhảy ra ứng phó Tiêu Phàm, thậm chí hắn còn đang Thiên Âm Quỷ Tướng về sau. Nhưng Tiêu Phàm xuất thủ,
lại luôn ứng phó hắn, cái này khiến vạn ma chàng chủ làm sao không giận. Cho dù Tiêu Phàm trong thời gian ngắn giết không chết hắn, có thể dạng này hao tổn nữa, chết khả năng thật là hắn a. Không có gì, chính là không quen nhìn ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, chỉ là trong mắt của hắn lại là dị thường lạnh lẽo. Hắn Tiêu Phàm bình sinh xem thường nhất đúng là phản bội người, ba người này bên trong, chỉ có vạn ma chàng chủ là người như vậy. Thiên âm quỷ tướng mặc dù lệ thuộc vạn ma quỷ lĩnh, nhưng không thể hoàn toàn nói là vô cửu quỷ vương người, mà hướng nhất phẩm, vốn chính là những người khác an bài, cũng không thể nói là phản bội Thanh Huyền lâu chủ, chỉ có thể nói hắn làm việc có chút không quang minh mà thôi. Nhưng so với hướng nhất phẩm mà nói, Tiêu Phàm hận nhất lại là vạn ma chàng chủ. Người này công nhiên phản bội vô cửu quỷ vương, nên giết. Tiêu Phàm lời nói rất bình thản, có thể nghe được vạn ma chàng chủ trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Hắn không quen nhìn bản thân, chính là mất đi tính mạng, cũng phải giết chết bản thân sao. Chẳng biết tại sao, vạn ma chàng chủ thân thể run lên, trong lòng manh động nhàn nhạt thoái ý. Vạn ma chàng chủ, ta và hướng huynh ngăn chặn hắn, ngươi công kích từ xa hắn là được rồi. Thiên âm quỷ tướng nhìn ra vạn ma chàng chủ ý sợ hãi, vội vàng mở miệng nói. Một khi vạn ma chàng chủ lui ra khỏi chiến trường, Tiêu Phàm đối tượng có thể chính là bọn họ hai người, đến lúc đó xui xẻo chính là hắn và hướng nhất phẩm. Vạn ma chàng chủ mặt âm trầm, cuối cùng gật đầu một cái, thối lui đến bên ngoài mấy chục dặm, tay cầm chấn lôi ấn, tùy thời chuẩn bị đánh lén Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, đột nhiên thân hình chia ra làm ba. Hai đạo linh hồn phân thân phóng tới thiên âm quỷ tướng cùng hướng nhất phẩm, mà hắn linh hồn bản thể lại là lần phóng tới vạn ma chàng chủ. Vạn ma chàng chủ khóc không ra nước mắt, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, tựa như so ăn một cái chuột chết còn khó chịu hơn. Thiên âm, hướng nhất phẩm, các ngươi là cố ý. Vạn ma chàng chủ tức giận không thôi, các ngươi không phải đã nói ngăn lại Tiêu Phàm, để cho ta công kích từ xa sao. Hiện tại tiểu tử này làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt ta? Bọn họ lời nói, ngươi cũng tin. Tiêu Phàm khinh bỉ phun ra một câu, một lần này, Tiêu Phàm thật không nghĩ để vạn ma chàng chủ chạy thoát. Hô hô, chỉ thấy Tiêu Phàm linh hồn bản thể trong nháy mắt chia ra mấy chục cỗ linh hồn phân thân, trong nháy mắt đem vạn ma chàng chủ bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó, mấy chục cỗ linh hồn phân thân đồng thời thi triển 3000 thế giới. Mấy chục cái vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện, bỗng nhiên đem vạn ma chàng chủ bao phủ ở bên trong, kinh khủng lực xoắn không ngừng ma diệt hắn linh hồn lực lượng. Thiên âm, hướng nhất phẩm, kiếp sau, lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái kia vòng xoáy bên trong truyền đến vạn ma chàng chủ thanh âm gầm thét. Hắn không hận Tiêu Phàm, bởi vì hắn cùng Tiêu Phàm vốn chính là địch nhân. Mà thiên âm quỷ tướng cùng hướng nhất phẩm thế nhưng là minh hữu của hắn. Có thể hai người này nhưng vẫn không để ý sống chết của hắn, mà nói không tính toán gì hết, mới đưa đến hắn tử vong. Vạn ma chàng chủ hận nhất, dĩ nhiên chính là hai người bọn họ. Mấy tức về sau, vạn ma chàng chủ thanh âm hoàn toàn biến mất, hư không chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, có thể vạn ma chàng chủ lại là cũng không thấy nữa thân ảnh. Vạn ma chàng chủ chết, đám người trợn tròn mắt. Trước đó Tiêu Phàm lấy một địch một. Giết chết Sigma thành chủ, đám người biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh. Nhưng hiện tại, hắn lấy một địch ba, vậy mà mạnh mẽ giết chết vạn ma chàng chủ, đây cũng không phải là đơn giản cường đại. Tiêu Phàm thần sắc như thường đứng ở hư không, ngoạn vị nhìn phía xa hướng nhất phẩm cùng thiên âm quỷ tướng, cười nói, tục ngữ nói, không sợ địch nhân như thần, liền sợ đồng đội như heo, quả nhiên không sai. Đồng đội như heo. Thiên âm quỷ tướng cùng hướng nhất phẩm sắc mặt hai người tái nhợt hết sức, âm trầm tới cực điểm. Nhưng bọn họ lại vô lực phản bác, ba người vây công một người, thật tốt thế cục, bị bọn họ lãng phí hết. Bây giờ vạn ma chàng chủ đã chết, lấy thực lực của hai người bọn họ, muốn giết chết Tiêu Phàm, lại càng khó khăn. Hai người đứng ở cái kia không nhúc nhích, nhưng là ai cũng không có trước ý tứ động thủ. Tình cảnh vừa nãy còn rõ ràng in vào bọn họ não hải. Vạn nhất Tiêu Phàm nhận định bọn họ một người trong đó, đánh cho đến chết, dù cho cuối cùng có thể giết chết Tiêu Phàm, bọn họ cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Tiếp tục a, dù sao các ngươi cũng trốn không thoát đâu. Tiêu Phàm lại đối hai người bọn họ ngoắc ngón tay nói. Một cái hòa thượng gánh nước uống,
hai cái hòa thượng nhấc nước uống, ba cái hòa thượng không nước uống, vừa mới ba người bọn họ, ai cũng không nghĩ toàn lực ứng phó, muốn giết chết Tiêu Phàm tự nhiên là không thể nào. Dù sao, ba người bọn họ cũng không phải cùng một cái tâm, không giống Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người liên thủ ứng phó một người, đây chính là ngay cả mạng đều quá giang, chiến đấu kết quả tự nhiên không giống nhau. Hiện tại, bọn họ chỉ còn lại có hai cái, bất quá trong lòng đoán chừng như trước đang nghĩ đến để ai xuất thủ trước, nhiều nhất phát huy thực lực so vừa rồi mạnh một điểm. Nếu như nói vừa rồi phát huy chỉ là 6 thành thực lực, vậy kế tiếp, hai người đoán chừng có thể phát huy cái 8 thành thực lực. Đã các ngươi không xuất thủ, vậy liền ta chọn một A. Tiêu Phàm thân ảnh chậm rãi đằng không, phiêu đãng mà lên, con ngươi lại là ở thiên âm quỷ tướng cùng hướng nhất phẩm trên người bồi hồi. Hai người đôi mắt lấp lóe, trong lòng đều có chung một cái thanh âm, tuyển hắn, tuyển hắn. Bọn họ đều hy vọng Tiêu Phàm không muốn tuyển bản thân, kể từ đó, có đối phương xuất thủ, bản thân cũng chỉ phải từ từ mài chết Tiêu Phàm là được rồi. Tứ phương đám người ngẩng đầu nhìn hư không, trong lòng hơi hơi nổi lên một chút gợn sóng, có ít người âm thầm lắc đầu, bọn họ thân làm người đứng xem, thấy thế nào không ra tâm tư của hai người đây. Từ hai người sinh ra loại tâm tư này một khắc kia trở đi, bọn họ muốn liên thủ giết chết Tiêu Phàm, đã là không thể nào. Vậy liền tuyển ngươi đi. Tiêu Phàm con người cuối cùng ở thiên âm quỷ tướng trên người ngừng lại. Vì sao, thiên âm quỷ tướng sắc mặt khó coi, vừa mới xuất thủ kém chút giết người lão sư, thế nhưng là hướng nhất phẩm, không phải ta. Hướng nhất phẩm nhíu mày, bất quá trong lòng hắn nhưng có chút mừng thầm, cùng thiên âm quỷ tướng dạng này đồng minh hắn kỳ thật cũng không để bụng, sống hay chết càng là không liên quan hắn sự tình. Chỉ là hắn rất khó chịu thiên âm quỷ tướng lời nói. Đây coi như là bán rẻ bản thân sao? Ngươi hẳn là đáng được ăn mừng, bởi vì ngươi có thể chết rất sung sướng, nhưng hắn không thể. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Lời này vừa nói ra, thiên âm quỷ tướng cùng hướng nhất phẩm hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại, bọn họ đều nghe ra Tiêu Phàm lời nói bên trong bá đạo ý tứ, đây là đã nhận định hai người mình phải chết sao? Khẩu suất cuồng ngôn, ngươi có thể giết được ai? Thiên âm quỷ tướng lạnh rên một tiếng. Thân hình lóe lên, bỗng tại chỗ biến mất. Để đám người kinh ngạc là, thiên âm quỷ tướng cũng không phải là nhào về phía Tiêu Phàm, mà là xoay người bỏ chạy. Trốn, hắn không phải lời thề son sắt muốn giết Tiêu Phàm sao, làm sao đột nhiên trốn. Hướng nhất phẩm khóe miệng giật một cái, hắn nơi nào còn dám dừng lại, đồng dạng hướng về một phương hướng khác bay đi, chỉ là hắn vừa mới phóng ra bước chân, lại bỗng đã ngừng lại thân hình. Tựa như thời không dừng lại một dạng. Ngay sau đó, hướng nhất phẩm thật giống như bị một cái bàn tay vô hình nhấc lên, thân thể trong hư không không ngừng đung đưa, giãy giụa lấy. Đám người không hiểu nhìn xem hướng nhất phẩm, cũng đúng lúc này, hư không bỗng nhớ tới một đạo thanh âm lạnh như băng, hướng nhất phẩm, người cảm thấy người có thể chạy đi đâu đi. Nghe nói như thế, rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó nhao nhao hướng về chân trời nhìn tới. Chỉ thấy không trung, chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh có chút gầy gò, áo bào phá toái không chịu nổi, còn dính nhuộm không ít vết máu. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ khó tả cái kia tuyệt thế phong thái, đứng ở cái kia, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, để cho người ta khó có thể tới gần. Thanh Huyền lâu chủ, đám người cùng trong nháy mắt nhận ra được, miệng đồng thanh hoảng sợ nói. Thanh Huyền lâu chủ không phải là bị ba cái quỷ vương vây công sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, ba cái quỷ vương chết? Đám người có người lấy lại tinh thần, trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ba cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả A, liên thủ ứng phó Thanh Huyền lâu chủ cái này bán bộ thánh tôn cảnh, làm sao có thể chết đây? Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Thanh Huyền lâu chủ còn sống, ba cái quỷ vương trừ bỏ chết rồi. Không có khả năng có mặt khác khả năng. Lâu chủ, hướng nhất phẩm chật vật phun ra một câu, muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể thân thể của hắn căn bản không nghe sai khiến, sắc mặt đỏ bừng lên hết sức. Thanh Huyền lâu chủ căn bản không có nhìn nhiều hướng nhất phẩm một cái, mà là nhìn về phía nơi xa đang đuổi giết thiên âm quỷ tướng một người, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Tiêu Phàm nói muốn đối phó thiên âm quỷ tướng, tự nhiên không phải đùa giỡn. Tất nhiên thiên âm quỷ tướng muốn chạy trốn, hắn Tiêu Phàm cũng là không chút do dự đuổi theo. Diêm La,
ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi. Thiên âm quỷ tướng cũng đã phát hiện Thanh Huyền lâu chủ tồn tại, trong lòng bối rối hết sức, chỉ muốn lập tức đào tẩu. Nhưng Tiêu Phàm tốc độ so với hắn nhanh hơn mấy phần, gắt gao ngăn lại đường đi của hắn, cái này khiến thiên âm quỷ tướng vừa sợ vừa giận. Không phải đã sớm không chết không thôi sao? Tiêu Phàm khinh thường. Cái này thiên âm quỷ tướng tự cho là mình thực lực bất phàm, cao cao tại thượng, người khác bán đấu giá các thứ liền là đắc tội hắn, thậm chí còn muốn giết người khác, Tiêu Phàm sớm liền muốn đối phó hắn. Bây giờ có Thanh Huyền lâu chủ trảo ngụ hướng nhất phẩm, Tiêu Phàm tự nhiên toàn lực ứng phó thiên âm quỷ tướng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Thiên âm quỷ tướng nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, Diêm La, chẳng lẽ ngươi không biết, cho đến bây giờ, bản tướng còn chưa thi triển linh hồn thiên phú sao? À, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này thiên âm quỷ tướng còn có linh hồn thiên phú hay sao? Phải biết, linh hồn thiên phú trừ bỏ chiến hồn đại lục nhóm người bên ngoài, thế nhưng là chỉ có chân chính thần tu mới có được, cửu địa ngục mặc dù cũng là linh hồn chi thể, nhưng có linh hồn thiên phú người vẫn là quá ít. Linh hồn thiên phú sao? Có vẻ như ta cũng có. Tiêu Phàm mỉm cười. Linh hồn phân liệt năng lực, thiên âm quỷ tướng nghiền ngẫm cười một tiếng, cười lạnh nói, vừa mới ngươi thi triển linh hồn chia ra thực lực ta cũng đã thấy được, căn bản không có quá lớn uy lực. Nói xong, thiên âm quỷ tướng đột nhiên há miệng vừa hô, chân trời lập tức mây đen cuồn cuộn, bốn phía trong nháy mắt ảm đạm xuống, chậm rãi trở nên đen kịt không thấy năm ngón. Đồng thời, thiên âm quỷ tướng thân thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc vụ, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, sáp nhập vào hư không bên trong. Ngay sau đó, mây đen kia đột nhiên chia ra thành vô số đóa, đầy trời cũng là hắc sắc mây đen, nhanh chóng hướng về tứ phương bay đi. Hiển nhiên, thiên âm quỷ tướng sáp nhập vào trong đó một đóa trong mây đen, mượn nhờ mây đen chạy trốn, Tiêu Phàm muốn bắt được hắn cơ hồ là không thể nào. Ngươi nghĩ nhiều, ta nói linh hồn thiên phú, cũng không phải một loại này. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra tà tà nụ cười. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, thân hình của hắn bỗng một trận biến hóa, biến thành một đầu to lớn ma ảnh, đạt đến mấy trăm trượng thân thể, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Ma ảnh hung lệ ngập trời, quanh thân ma khí gào thét không ngừng, toàn bộ hư không đều dường như không chịu nổi hắn cố kiệu uy áp, bắt đầu không ngừng rung động, sau đó liên tiếp vỡ nát ra. Thùng thùng, thiên địa liên tiếp run rẩy, giống như kinh lôi đánh vào đám người trái tim, chấn động nhân linh hồn đều lay động. Rất nhiều người tim đều nhảy đến cổ rồi, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ nhìn không được này ma ảnh là vật gì. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Tiêu Phàm bỗng mở ra miệng to như chậu máu, dùng sức khẽ hấp, mây đen ở chân trời bỗng thật giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho hút vào đồng dạng, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Ngay sau đó, những cái kia mây đen đột nhiên bắt đầu quỷ dị bay trở về, không, chuẩn xác mà nói, là hướng Tiêu Phàm trong miệng bay. Không hư không vang lên một đạo tiếng gào tuyệt vọng âm thanh, chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là thiên âm quỷ tướng. Hắn vốn cho rằng thi triển bản thân linh hồn thiên phú, có thể mượn nhờ cái kia vô số mây đen đào tẩu, dù cho thánh tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm mở ra miệng to như chậu máu, lại đem tất cả mây đen đều nuốt vào trong bụng. Thiên âm quỷ tướng ẩn núp ở mây đen, căn bản là không có cách động đậy, chỗ nào có thể trốn được đây. Tiêu Phàm không để ý đến thiên âm quỷ tướng, thẳng đến đem tất cả mây đen nuốt vào trong miệng lúc này mới dừng lại. Nấc Tiêu Phàm ợ một cái, trong miệng bay ra một cái hắc sắc xương mù vòng, lộ ra một bộ cơm nước no nê bộ dáng. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, bọn họ không thể tin được, thiên âm quỷ tướng thi triển ra linh hồn thiên phú, đã vậy còn quá nhanh liền chết. Cái này ngập trời ma ảnh, ta cảm giác giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Ta cũng có loại cảm giác quen thuộc, tựa như ở cái kia một quyển cổ tịch bên trên thấy qua, chỉ là bất kể như thế nào nghĩ không ra. Này ma ảnh có thể vọt dai giết chết thánh đế cảnh đỉnh phong linh hồn, sợ là không đơn giản a. Có thế hệ trước tu sĩ mở miệng nói, bọn họ sống vô số tuế nguyệt, lờ mờ được chứng kiến Tiêu Phàm biến thành ma ảnh, nhưng liền là nghĩ không ra. Tiêu Phàm vừa mới thi triển linh hồn thiên phú, dĩ nhiên chính là thí thần tổ thú năng lực. Thí thần mặc dù thoát ly trong cơ thể hắn, có
có thể cũng không giải thích Tiêu Phàm không có loại thiên phú này năng lực, chỉ là hắn rất ít sử dụng mà thôi. Bây giờ biến thành linh hồn chi thể, loại thiên phú này năng lực, lại là có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã biến thành bộ dáng ban đầu, nhàn nhạt nhìn bốn phía tu sĩ một cái, sau đó hướng về không trung đi đến. Lão sư, ba cái quỷ vương đây? Tiêu Phàm hỏi. Thanh Huyền lâu chủ nhàn nhạt thở dài, nói, để bọn hắn chạy. Chạy, Tiêu Phàm thanh âm bỗng bén nhọn rất nhiều, ba đại quỷ vương không phải chết sao, làm sao đột nhiên chạy đây? Thanh Huyền lâu chủ lại là không nói thêm gì, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, cái kia sắc bén ánh mắt lại là nhìn về phía xa xa Hắc Hổ quỷ vương. Hắc Hổ quỷ vương nghe nói như thế, sắc mặt một trận tái nhợt. Chạy, ba cái kia hỗn trướng vậy mà bỏ tự chạy, sau đó để cho ta tự mình một người ở trong này cùng vô cửu quỷ vương cùng Thanh Huyền lâu chủ chiến đấu. Nghĩ vậy, Hắc Hổ quỷ vương trong lòng đã đem Kim Long quỷ vương, Thanh Lang quỷ vương cùng Ma Đao quỷ vương hận chết. Hắn không chần chờ chút nào, xoay người chạy. Quân không gặp ba đại quỷ vương đều không phải là Thanh Huyền lâu chủ đối thủ sao, hắn bây giờ một người, lại có thể chiến thắng Thanh Huyền lâu chủ cùng vô cửu quỷ vương. Hắc Hổ, người cũng không cần đi. Cũng đúng lúc này, Thanh Huyền lâu chủ đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Ba đại quỷ vương trong tay hắn còn có thể đào tẩu, nhưng bây giờ chỉ có một cái quỷ vương, hắn lại làm sao có thể nhường hắn chạy thoát đây. Bổn vương muốn đi, ai có thể ngăn được. Hắc Hổ quỷ vương khinh thường, biến đổi một cái phương hướng, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Tiểu vận mệnh thuật, bỗng nhiên, hắn phía trước vị trí, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, dọa đến Hắc Hổ quỷ vương vội vàng lui lại. Lúc trước hắn thế nhưng là ăn Tiêu Phàm cái kia tiểu vận mệnh thuật thua thiệt, nếu như lần nữa trúng chiêu, cho dù bất tử, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Hắc Hổ, người không chạy thoát được đâu. Làm Hắc Hổ quỷ vương chuyển hướng một phương hướng khác thời khắc, vô cửu quỷ vương đột nhiên đi tới, cười híp mắt nhìn xem Hắc Hổ quỷ vương. Hắc Hổ quỷ vương sắc mặt càng khó coi, trong mắt lóe lên nồng nặc lo lắng. Bây giờ hắn bị Tiêu Phàm ba người bao vây, phương hướng nào đều trốn không thoát ra. Thanh Huyền lâu chủ, ngươi nếu dám giết ta, quỷ chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Hổ quỷ vương đành phải uy hiếp nói, trong ánh mắt đều là đề phòng ý tứ. Thiên Uyên sao? Thanh Huyền lâu chủ khinh thường, nói, không giết ngươi, ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ta sao? Hắc Hổ quỷ vương nhất thời không nói gì, trong mắt chuyển không ngừng. Đột nhiên, thân hình hắn lóe lên, trước tiên lựa chọn vô cửu quỷ vương phương hướng bắn ra, hôm nay nếu như không trốn đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A, vô cửu quỷ vương khẽ cười một tiếng, không hoảng hốt không gấp ngăn cản Hắc Hổ quỷ vương đường đi. Cùng lúc đó, Thanh Huyền lâu chủ chẳng biết lúc nào đi tới Hắc Hổ quỷ vương một bên, một đạo thủ ấn nộ oanh mà ra, trọng trọng nện ở Hắc Hổ quỷ vương trên ngực. Hắc Hổ quỷ vương toàn thân linh hồn chi lực dâng lên, thiếu chút nữa thì bị Thanh Huyền lâu chủ đánh giết. Cũng liền ở Thanh Huyền lâu chủ chuẩn bị tiếp tục động thủ thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên đi tới Hắc Hổ quỷ vương trước người, nói, lão sư, cái này Hắc Hổ cho ta xử trí a. Cũng không đợi Thanh Huyền lâu chủ đáp ứng, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ ấn, trong nháy mắt chui vào Hắc Hổ quỷ vương thể nội. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Hắc Hổ quỷ vương phẫn nộ mà hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Không có gì, ta chỉ là còn thiếu một đầu tỏa kỵ mà thôi. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Hổ quỷ vương lập tức biến thành một đầu cao mấy chục trượng cự hổ. Tiêu Phàm đạp chân xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở hắc sắc cự hổ đỉnh đầu. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thầm nghĩ trong lòng, cái này cấm thần tỏa hồn ấn quả thật không tệ, vô luận là nhục thân, vẫn là linh hồn, đều có thể dùng. Có cái này cấm thần tỏa hồn ấn ở, Hắc Hổ quỷ vương tuyệt đối không nổi lên được cái gì sóng lớn, dù cho Tiêu Phàm muốn hắn đi chết, hắn cũng không phản kháng được. Những người khác lại là kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm lại có chiêu này, liền quỷ vương cấp bậc nhân vật đều có thể khống chế, khó trách hắn xuất hiện. Có thể làm cho thế cục đảo ngược. Lão sư, hướng nhất phẩm xử trí như thế nào? Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Thanh Huyền lâu tay phải bên trong hướng nhất phẩm. Oanh, lời còn chưa dứt, hướng nhất phẩm trên người bỗng bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, chấn khai Thanh Huyền lâu chủ cánh tay, đồng thời, hắn khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, một cỗ hoảng sợ chi uy quét sạch toàn thành.
một chút cấp thấp tu sĩ dọa đến nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, dù cho bình thường thánh đế cảnh trung kỳ cường giả, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi cỗ kia áp lực. Đây là, Tiêu Phàm con người hơi co lại, kinh ngạc nhìn Hướng Nhất Phẩm, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, cái này Hướng Nhất Phẩm thật chỉ là thánh đế cảnh sao? Phô Cửu Quỷ Vương mặt âm trầm, tựa như nghĩ tới điều gì. Chỉ có Thanh Huyền Lâu chủ coi như bình tĩnh, ngưng tiếng nói, Thiên Uyên, người rốt cuộc đã đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 171.